xem nhận được thông báo không? Hả? Hello mọi người. Các chị ơi, ai đang coi like các chị vô like nha. Hôm nay em sẽ like một ít quần áo rất là đẹp. Chị nào đang coi like mọi người ơi, đang coi like mọi người chia sẻ like giùm em nha. Có nhận được thông báo không? Hello, chia sẻ mấy cái chị đi luôn à, mấy chị đang xem like cho em xin một nút chia sẻ chấm bài nha mấy chị luôn nha. Hôm nay em về quần áo rất là nhiều luôn nha mấy chị ơi. Áo quá em có được một ít nè, chị nào hôm bữa mà chưa mua được các chị tranh thủ nha. Hello, xin chào chị Hiền Nguyễn à. Ai có like mọi người chia sẻ like cho em nha mọi người nha. Mấy chị ơi, xem like cho em xin một nút chấm bài nha mấy chị luôn nha. Em xin chào chị Thì Châu Ngô luôn à. Em xin chào mấy chị yêu luôn nha. Hôm nay về đồ rất là nhiều luôn nha mấy chị ơi. Toàn những hàng cao cấp không à. Má này được mấy cái nè. Mẫu quần này đẹp cực kỳ luôn nè. Hello, chị Thùy Châu Ngô. Hello mọi người. Các chị vô like mọi người chia sẻ like cho em nha. Ai nhận được thông báo các chị cho em xin comment nha các chị nha. Cho em xin một nút tương tác nha mấy chị yêu nha. Để mấy chị còn đang xem like nha mấy chị yêu nha. Cái này em bự quá trời người khắp chốt luôn nè Phương. Sao sót được hai cái nè. Đát like luôn nè. Bự quá trời người hỏi bộ đó luôn. Cho em xin ít comment nha mấy chị yêu ơi. Áo khoác trước. Bây giờ lên mấy cái áo khoác trước nha. Áo khoác hôm bữa chị nào chưa chốt được á mấy chị tranh thủ. Với lại một phần nữa là sẽ có, nói chung là mọi thứ được ít à, một hai cái. Tôi có mấy món nữa, đưa cho cái kéo đi. Ai coi like mọi người chia sẻ like giùm em nha. Mấy chị ơi, có đây xem like không ạ? Cho em sẽ ít comment nha mấy chị nha, để em lên mẫu cho mấy chị luôn ạ. Hôm nay chị Minh về hàng rất là nhiều luôn nha mấy chị nha, toàn là những hàng độc lạ không à. Hôm nay chị Minh sale rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Có được mấy cái quần Quảng Châu đẹp cực kỳ. Có mấy được cái mấy cái quần hàng cao cấp Hồng Kông người Quảng Châu đẹp cực kỳ luôn. Hello chị Hiền Nguyễn nè, chào chị Linh Trần. Hello em chào chị Tuyết Nhi. Chào mọi người. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người áo không biết giờ này có ai coi like không ta. Hôm bữa nói với khách là 2:30-3 giờ là em like. Không biết giờ này mọi người có thấy không? Không thấy giờ. Bữa like quần áo khách chốt rất là nhiều luôn nha mấy chị ơi, nhưng mà bên đây không có ngày hôm nay bên em về hàng mấy chị tranh thủ mua giúp em nha mấy chị nha. Áo khoác này em có được một cái nè, còn sót được một cái nè. Thôi em chuẩn bị em lên áo khoác nha. Chị nào chốt lẹ có nha mọi người nha. Hôm nay có mấy cái quần đẹp cực kỳ luôn. Bảo đảm với các chị luôn. Áo khoác này hôm bữa là bé anh like nè, còn sót được một cái. Hôm nay nói chung là hàng mà mấy mẫu mà lẻ lẻ. Mấy chị hôm bữa hỏi á, còn sót em sẽ lên cho mọi người. Với lại có những mẫu mới về luôn đẹp cực kỳ luôn. Em chào chị Hoàng Thị Yên. Chào tất cả các chị mới vô. Đây mọi người ơi, áo nay này đẹp cực kinh khủng luôn, áo qua đi đáp, cái là quên áo của Nike. Quá đẹp luôn nha. Áo khoác nha. Ai đã mua hàng nhà em là biết rồi. Có những mẫu là hàng xuất khẩu, có những mẫu là hàng nói chung là hàng tồn, và có những mẫu ví dụ như hàng xịn đang bán ở trong store luôn. Như mẫu này em đang cầm trên tay ở ngoài đang bán nè, gần 1 triệu một cái áo khoác. Xinh cực kỳ luôn, mã này em chỉ có được một cái duy nhất thôi. Chị nào chốt nhanh thì các chị comment nha, mã số mấy ạ? Lấy giúp em mã 1 nha mấy chị nha. M1 nha mọi người. Chị nào chưa chốt được mã này các chị tranh thủ. Áo này cho em rất là dễ mặc vì nó là free size luôn á. Em thấy nó ghi là size M nhưng mà em mặc là còn được. Cái này khoảng 45 cho tới 60 mấy ký các chị mặc vẫn ok. Ai lấy M1 các chị comment áo khoác đi giùm em mã số M1 nha mọi người. Bao nhiêu tiền quên rồi? Dạ, 299 ngàn. 299 dạ. Lấy giúp em M1 nha mấy chị ơi. Có giá là 299k. Em chỉ có duy nhất một cái. Một cái duy nhất này nha. Hôm bữa chị nào chưa chốt được có chị lấy. Ê, kêu nhắn Mai Liên rồi này nọ lên đi. Phơm rất là đẹp luôn nha. Tại vì hôm bữa mấy chị hỏi quá trời luôn mà không có hàng luôn. Đa số những mẫu áo khoác xịn nha mọi người. Có những cái là Việt Nam xuất khẩu và có những cái là hàng xịn luôn. Ví dụ như cái này nè, chỉ có được một cái thôi đó. 1111 không à. Ai lấy cái chị comment nha. Mấy chị ơi, có giá là 299. 299, hàng bao đẹp luôn. Ai lấy cái chị comment nha. Đợi em xíu đi, em lên cho mọi người. Mấy chị xem like cho em xin nút tương tác bài nha mấy chị yêu nha. Để mấy chị đã xem like nha mấy chị nha. Ai coi like mọi người chia sẻ like giùm em nha. Có hai cái đầu like mọi người chia sẻ giùm em. Hôm nay về hàng rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Mấy chị muốn lên mẫu như thế nào hãy comment giúp em à. Em xin chào chị Đồng Nhi Lam luôn à. Chào chị Đồng Nhi Lam. Có quần nam nữa mấy chị. Có quần nam luôn. Có đủ thứ hết. Đợi em xíu.
Sáng nay mới nhận hàng của bên anh không có bao nhiêu hết. Mà 1,853 triệu mà giao trước di, còn mang vi sinh chưa giao, ngán tiền thật, tưởng đợi mang về hẳn giao. Về di trước may là mang theo tiền thêm, không thôi đủ tiền trả hai đơn rồi đó. Ủa hôm bữa mình có nói trên live mà, có nói khách không vậy? Hôm bữa mấy anh có nói ở trên live là em sẽ gửi di trước. Rồi và tối nay em sẽ bóc phốt vài chị trên live stream luôn. Tối nay em lên em nói luôn. Rồi em nói thiệt á, em tính để bình yên để tối nay em like. Mà tối nay em tức quá, tối nay em lên em like em sẽ nói cho mọi người. Mai mốt em mà biết như vậy thì em sẽ không giao di trước rồi. Thiệt luôn á, vì hôm bữa mình cũng nghĩ là có những người người ta muốn nhận di trước cho nó may mắn. Thì bên em cũng ship di và tiền ship nhiều khi em còn chịu được. Nhưng mà không, nói chung là từ hôm qua tới giờ em bị mấy đơn hàng luôn, nên là tối nay các chị coi like đi. Nói chung em cũng tức lắm, nhiều cái bực mình lắm luôn á mà em không nói. Nên tối nay thì có vài chị em không thể nào hiểu được luôn á mọi người. Tối nay mọi người coi like nha. Rồi chửi ai lên like coi luôn. Em nói thẳng luôn, nói chung là nhiều người tham cực kỳ luôn. Em phải nói thẳng luôn, em không nói là không được. Vì mọi người ơi, cái lọc mà nhiều người kỳ lắm làm vậy. Nên tối nay các chị coi like đi, tối nay chắc em nêu tên luôn, em đưa Facebook cho mọi người coi luôn. Rồi lên cho em mã mới đi mấy chị. Em lên cái mã mới cho mấy chị nha. Thiệt, em đã để qua buổi trưa. Thiệt nhiều người hỏi là cái gì vậy, em kể chị nghe đi mà em tức lắm. Em để hồi để hết buổi trưa xong đi, em like, em làm bán xong rồi em lên nhóm. Kỳ ghê luôn á, nhiều người kỳ lắm luôn. Mấy chị ơi, xin like chia sẻ giúp em ạ. Đầu like em câu tương tác mã này nha mọi người. Vì hàng em cái gì em cũng nói hết với khách rồi. Mà sao có nhiều người vẫn rất là kỳ luôn. Thôi, nay em chừa, tặng nữa. Thiệt luôn á, tặng mà còn bị lỗ tiền, mà còn bị người ta chơi kiểu đó với mình nữa. Cho chị xem áo khoác em mới chặt. Thiệt luôn á, nhắc tới là điên máu lên. Chị Cát Tường, tiền ship chị không nói nhưng chị tưởng giao chung mang vì chị hết tiền rồi, chị Thùy Châu Ngô. Nếu như lúc đó chị Thùy Châu Ngô nói với bạn á, thì bạn sẽ hỗ trợ đơn đó cho chị. Tại vì em có nói trên live hết, em cũng không biết là trong quá trình là chị đẹp với lại nhân viên em nói làm sao. Nhưng mà em không có nói chị Thùy Châu Ngô, nhưng em chỉ nói nhiều chị rất là kỳ. Nên tối nay em sẽ nói lý do tại sao em lấy kỳ, đều có nguyên nhân và lý do hết. Cho chị xem lại áo khoác em mới cầm đi. Hello, em xin chào chị Minh Ngọc. Thiệt, em điên máu nãy giờ luôn á mấy chị, không ngủ được luôn. Nhiều khi đang bệnh mệt lắm luôn á mà tính ngủ rồi muốn nghỉ xíu cái đầu á mà nhắc tới là vẫn thấy tức. Trời ơi, không phải bơm đâu chị Vũ Vũ Tuyết Nhi, tàn canh gió lạnh lắm kìa. Trời ơi, em nói để tối nay em lên em kể cho em bán cho nó suôn sẻ xíu mấy chị. Rồi lên cho em mã số mấy quên rồi. Dạ, lấy giúp em mã 1 nha mấy chị nha. Hello, chào chị Thoa Lương, mã này cho em là mã số 1. Dạ. Áo khoác của Nai á mấy chị. Áo khoác của Nai dễ thương lắm, cái này đang bán ở ngoài rất là mắc luôn. Em anh còn được duy nhất một cái 299 ngàn. Cái này là phi size. Cái này từ 45 kg cho tới 60 mấy kg các chị mặc được. Vì size M nhưng mà hàng Nai nó may theo cái phong châu Âu, nên là em thấy mặc rất là thoải mái. 299 ngàn mã số 1 cho bé anh nha mọi người nha. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Đẹp lắm chị Cát Tường. Mẫu này đẹp cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Hello, chào chị Thoa Lương, lâu lắm rồi mới thấy coi like. Chào chị Vũ Vũ Tuyết Nhi nè. Em chào chị Phương Thảo Phan Thị, chào tất cả các chị mới vô. Thiệt sầu luôn, hiền quá mà còn chọc lại. Em nói thiệt, tính của em hiền lắm mà sao nhiều người kỳ ghê luôn á. Thôi bây giờ thôi để em bỏ em qua, em bán hàng. Dạ, em lên cái mã mới nha mấy chị nha, mấy chị lên. Hôm nay em có về hàng Hồng Kông. Hàng mẫu với lại mấy bộ hàng Quảng Châu đẹp lắm, nhưng mà hàng mẫu à. Về được ít thôi. Em sẽ câu đầu like, em thả thính mọi người cái áo này. Thiệt luôn. Áo này đẹp thật sự luôn. Wow. Đẹp lắm mấy chị. Quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Áo này các chị đi ra ngoài. Hello, em chào chị Bích Tuyền Phan. Đưa cho cái móc luôn Phương. Áo này đẹp lắm. Hôm nay em về. Không phải bơm đâu. Bơm hàng là cái vấn đề mà mình nghĩ là mình bán hàng thì ai cũng sẽ có người bơm. Vấn đề bơm hàng nó rất bình thường đối với em luôn. Em khẳng định với mấy chị luôn. Hồi xưa em làm nhỏ, em không quan tâm vấn đề bơm hàng cho lắm. Nói chung hồi xưa em làm nhỏ là bơm cái là em buồn liền. Nhưng mà nay mình kinh doanh lớn, cái đầu em còn phải để nhiều thứ nữa, chứ đâu phải lúc nào em cũng suy nghĩ đến những người bơm hàng đúng không. Nên em cũng nói thôi, những chuyện nhỏ ok em vẫn bỏ qua hết. Khách bơm hàng em vẫn hỷ xả nha.
vì em bán phong thủy, em vẫn nghĩ xả, em vẫn xả những cái hàng đó cho người khác mua. Em chưa chửi ai mấy cái gì về vấn đề bơm hàng, nhưng cái vấn đề này rất rất là nhạy cảm luôn và rất là tham luôn. Tối nay em sẽ nói cho mọi người, và đã gặp trường hợp là 2-3 người mới đây rồi, nên em rất là bức xúc. Nên tối nay mấy chị coi like đi, tối nay mấy chị coi like đi. Nếu ai đang có ý nghĩ như vậy thì đừng hành động như vậy, em nói trước luôn. Hello mọi người, rồi lên cho em mã này đi các chị ơi. Dạ, em lên tiếp mã mới cho mấy chị nha. Hàng Hồng Kông mà áo rất là đẹp luôn nha. Áo này em mới về, thiệt sự luôn, hàng bao đẹp luôn, rất xịn. Mới về mẫu thôi, 100% Hồng Kông. Thấy ghê quá vậy, chị không nói vụ tiền ship đâu nha bé. Em biết rồi, em không nói chị. Thiệt, em tức lắm chị Thùy Châu Ngô, thiệt luôn, em tức cực kỳ luôn. Để tối nay em phải nói mới được. Ai mà đang có những cái ý nghĩ mà xấu hay này nọ là các chị ơi phải dẹp ngay, đừng làm vậy tạo nghiệp lắm. Tối nay để em lên. Mình thì chờ hàng ngoài thì không thấy giao nè, Minh Anh, chị Thái Lâm. Em nói thiệt luôn á, mấy ông bưu điện dạo này cũng kỳ nữa. Thôi bây giờ để em lên hàng em like cho nó suôn sẻ cái like nha, mấy chị ủng hộ giùm em nha. Em sẽ xả xui đầu like, em tặng mấy chị lấy hơn cái áo này. Đẹp cực kỳ. Áo này 45kg cho tới khoảng tầm cho em 58kg, 59kg đổ về mình mặc được. Áo này hàng xịn của Hồng Kông, mấy anh mới về. Em tính bán 250.000. Hôm nay em tặng mấy chị đầu like, mình mở hàng cho nó suôn sẻ giùm em. Em chỉ có được mấy cái thôi, chị nào lấy em anh tặng các chị đầu like mã số mấy? Dạ mã 2 ạ. M2. Tối nay mấy giờ Minh Anh, chị mùa hoa Noel đến tầm khoảng 8 giờ, 8 giờ rưỡi là em lên đó chị, mùa Noel đến, mã số 2. Ai lấy M2 em tặng các chị 150.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, tương tác đầu like à, comment giúp em mã 2 à, 150k. Đẹp thiệt sự luôn. Trời ơi, áo này em nói mấy chị, áo này mà mấy chị đi lên mạng mua không có giá 150.000. Áo này mình mặc với lại quần sọt, quần jean, mặc chân váy, mặc đầm, mặc xếp, cái gì cũng được, đi chơi, đi làm cũng được luôn. Ai lấy comment M2 em tặng đầu like mọi người 150k. Áo này em nhập vô rất là cao tiền luôn, mà em tặng đầu like lấy hơn cho tương tác nó suôn sẻ xíu. 45 cho tới 58kg, 59kg đổ về là mọi người mặc được. Chị nào mà tầm cái số đo đó các chị có thể mặc vừa áo này cho bé anh nha. Hàng này của Hồng Kông nha mọi người. Wow, hàng này của Hồng Kông. Mấy chị ơi lên giúp em mã 2 à, 150k nha mấy chị nha. 150. Ai lấy comment là mờ máy quên rồi. Mã 2 à. Đây M2 nha mọi người nha. Xinh cực kỳ luôn. Cái này nó là kiểu như nè, mặc lên nó vậy nè, dễ thương lắm. Dễ phối đồ luôn nha mấy chị nha. Phối mặc chân mặc chân váy, mặc mặc quần jean, mặc cái gì cũng được. Và đặc biệt nữa form áo rất là đẹp luôn, mặc đẹp lắm. Dạ. Mẫu này siêu dễ thương, mẫu này siêu dễ thương. Em nói thiệt nha, hàng Hồng Kông có giá 150.000 luôn á. Em tặng mấy chị, ai lấy cái chị mở hàng giùm em cho nó suôn sẻ xíu nha mọi người nha. Dạ. Tặng hai à. Em cho chị bé Thái à, chị Hoa Lương à. Bé Thái 1, Hoa Lương là 2. Dạ. Má này em về mẫu em về ít cực kỳ, chỉ có được 5 cái thôi, 250 đó. Đầu like tặng 150.000. Ai mua hàng bán sỉ khẳng định luôn, mấy chị vô An Đông đồ này nọ không có giá 150 luôn. Ai mà vô bán sỉ mua hàng về bán khẳng định mọi người luôn, đẹp cực kỳ. Áo này ra ngoài là tầm 300-400 ngàn luôn nha mấy chị ơi. Đây, giá 150 luôn à, lấy giúp em mã 2 nha mấy chị. Dễ thương lắm à. Chưa ủi lên nên mà mọi người chưa hình dung đâu. Áo này mặc cưng cực kỳ luôn. Ở trên mạng đang hot mặc mấy kiểu này nè, chung với lại mấy cái quần quần dài nè, quần dài đen nè, áo mặc chung với lại quần jean, quần sọt đều đẹp. Tối nay kêu tên luôn hả? Có tên. Trời ơi, kêu luôn chị, kêu luôn tên cúng cơm luôn. Trời đất ơi, em là em hiền dữ lắm luôn á, mà chọc em điên không à. Rồi qua luôn. Dạ em lên tiếp mã mới cho mấy chị. Qua. Tối nay không những kêu tên mà tôi kêu lên tên cúng cơm luôn á. Trời tất cả mang. Thiệt, bán hàng đó giờ là chưa bức xúc như ngày hôm nay. Bức xúc dễ sợ luôn. Họ tí cứ đem cái này ra cái kia ra nói. Em nói thiệt tức lắm. Mấy chị xem like cho em xin một lúc chia sẻ like cho mấy chị luôn nha. Hôm nay chị mang về hàng rất là nhiều luôn à. Áo đó đẹp chị lắm. Mình ăn, chị mới vô. Chào bé đẹp. Chào chị, đưa lại cái áo cho chị coi. Nhiều khi mình cũng muốn lên like mình bán hàng suôn sẻ lắm mà sao. Em dặn lòng là em Nam Mô Di Đà Phật nãy giờ đó. Mà sao em vẫn điên mấy chị ơi. Thôi em hạ quả tính của em nó nóng lắm mấy chị. Dạ. Áo là từ 45 cho tới 58kg nha mấy chị nha. 45 cho tới 58kg đổ về. Chị nào size SML ok luôn. Tối qua chị chốt mặc dây chuyền có được không Minh Anh? Mặc dây chuyền nào ta? Mặc dây chuyền hoa mai có.
Chốt chị anh Tuyết Nguyễn Thị có nha, chị anh Tuyết Nguyễn Thị nha. Em chào chị Hoa Ngọc, chào mọi người. Ai lấy comment 45 cho tới 58 ký đổ về là mình vừa. Chị nào cỡ số ký đó mấy chị vừa. Cái này em tặng trên like 150.000, xinh lắm, hàng của Hồng Kông. Ủi lên hơi bị đẹp luôn do hàng mới về nha mọi người nha. Lên rồi. Lên mã 2 nha mấy chị nha, 150 là chứ có số lượng. Còn đẹp lắm nha chị Nam Hà nha. Đơn hàng xịt khoáng em gửi rồi. Đơn hàng xịt khoáng mấy anh gửi rồi, có quần xịp nam không em? Hồi trước em có bán. Gì vậy chị? Em không coi like có 2 ngày, ai dám ghẹo chị vậy? Chị Hạnh Nguyễn, tối nay coi like là biết à. Tối nay coi like là chim là biết à. Rồi bây giờ lên cho mọi người luôn. Tiếp dạ. Cho mấy cái quần em. Em lên tiếp hàng cho mấy chị nha, tương tác giúp em đi ạ. Rồi. Hôm nay em về nhiều mẫu lắm nha mấy chị nha, chia sẻ like giúp em nha. Có sai gì vậy? Kiểm sai coi. Mọi người chia sẻ cho em đi mọi người. Rồi đây. Lên cho em mã này luôn, có size gì đọc size nhanh luôn. ML cái gì nữa. Em có size M và size L. Trời ơi đẹp lắm luôn. Cái quần này là unisex. Đi lâu chưa bé chị nhận được. Chị Hoa Ngọc hình như đi hôm qua phải không? Đi hôm qua tại vì hàng em mới về, chị Hoa Ngọc mới gửi hôm qua cho chế đẹp á. Đây. Đây mọi người. Cái quần Lacoste này mấy chị ơi, hàng xịn luôn nha. Mấy chị đi ra ngoài em anh khẳng định với các chị không bao giờ có giá rẻ hơn được. Khẳng định luôn. Bé đẹp cứ nói đi để người ta làm vậy ngoài. Không biết có tên Hoa Ngọc với Quý Nguyễn không bé đẹp. Tối nay coi like rồi biết. Tức. Cái này có size M và size L. Size L là những chị nào mà 65. Những chị nào mà 65. 65kg, 67kg các chị mặc được luôn. Còn cái này mua cho nam, nếu nam thì 72kg đổ về. Còn M là khoảng cho em nữ, M nữ là khoảng tầm 60kg đổ về. Chị nào từ 50kg cho tới 60kg các chị mặc size M. Cái quần này em nói thiệt nha, em nói ở ngoài bán mắc cực kỳ luôn. Quần Lacoste xịn của Lacoste luôn. Các chị mua ở ngoài các chị biết hàng này rồi, cực kỳ đẹp. Mấy trăm ngàn một cái. Đặt rất là nặng tay luôn nha mấy chị ơi. Thôi bữa tặng cái này nhiêu vậy? Ai coi live stream? 199.000 đồng. Ok chưa? Ai lấy comment giùm em mã số mấy? Lấy giúp em mã 3 nha mấy chị nha, 199 cà, quần quá đẹp luôn nha mấy chị. 199, 199.000 đồng, quần mã số 3. Chị nào lấy quần mã số 3, các chị comment cho em quần mã số 3. Có size M, có size M và size L. Có size M và size L. Size M là 60kg đổ về, từ 50 cho tới 60kg. Size L là chị nào 65, 67kg đổ về mặc được. Chị nào mà mua cho chồng là 72kg. Cái quần này dành cho nam và nữ mặc được nha mọi người. Nam và nữ các chị đều có thể mặc được. Form rất đẹp luôn. Trời ơi sang lắm của Lacoste. Mấy em mã 3 nha mấy chị ơi. Hàng quá đẹp luôn, mà ra ngoài không có giá. Mấy chị tối mình nói đi. Bây giờ mua hàng ủng hộ với anh đi. Thiệt luôn. Đây mọi người đẹp cực kỳ luôn. Mã số cho em này đẹp lắm. Chị Vũ Tuyết Nhi. Dạ chị lấy giúp em mã 3 nha chị Vũ Tuyết Nhi nha. Đây. Chị nào mà mua cho chồng, mua cho con. Cái này em nói unisex mà, mặc được hết. Dạ, có giá là 199k nha mấy chị ơi, quá rẻ luôn rồi. Cái em đang cầm và size L. Cái em đang cầm là size L. Cái em đang cầm là size L. L là em nói chị nào mà mặc ok. Dạ. Chị nào mặc ok. Dạ. Chị nào mua cho chồng 72kg đổ về. Vì nó là form nam nữ mặc được unisex, quần thể thao. Đẹp lắm. Dạ. Cái này mình mặc chung với áo, mặc gì cái được, gì cũng được hết. Dạ, em chốt mã 3. Xem mời cho chị Vũ Tuyết Nhi à. 58kg mà em mờ. Chị Đỗ Hân Thịnh mã số 3 quần L cho Đỗ Hân Thịnh. Có đơn à. Ai lấy mọi người comment nha. Lúc mà đọc tên là thảy qua cho sợi liền luôn cho nó nhanh. Ai coi like mọi người ơi, chia sẻ like giùm em. Có màu đen không em? Dạ có màu đen nha mấy chị nha. Bình tĩnh em lên liền. Có màu đen chị Anh Tuyết M3. Chút dư không? Cái đó mã số 3 em hết size M rồi. Đấy còn hả? Còn phải không? Còn. Ok còn. Chút chị tha lương. Dạ, hồi hộp quá. Tối nay em có bao nhiêu cái gì em đem ra em tặng hết xả xui mấy chị em uy tín luôn. Trời nhắc tới em tức. Ôi, tức nãy khóc chập phải tức quá trời nên luôn phải tức. Ôi, rồi thôi lên mã mới nha mấy chị ơi, lên hàng nha mấy chị ơi, để thôi coi sao. Trời ơi thiệt em tức lắm mấy chị, em bé em lại cực khổ cực kỳ luôn. Thôi lên mã mới đi. Dạ để lên tiếp hàng nha mấy chị nha. Rồi lên cho em mã này luôn người đẹp ơi. Thôi đừng nhắc nữa, nhắc là bực á. Trời ơi, tại vì mấy chị biết sao không, mình bán like mà nên là ức lắm. Nhiều cái nó ức lắm, mình xáo có được. Lại vậy lấy cho chị mã 3 màu đen L72kg. Cái đó là mã Lacoste.
Bây giờ chị Anh Tuyết coi like, chốt mã trên like giùm bé đẹp. Có mấy mã đẹp lắm chị Anh Tuyết. Lên cho em quần này size 2X nè, một cái duy nhất nè. Đọc mã đẹp luôn nha mấy chị ơi. Lên lấy em mã 4 à. M4 đi các chị. Adidas M4 Adidas. Size này cho em 2X, 75kg đổ về. Ai có những ông con, ông chồng gì đó, nói chung là từ 65 cho tới 75kg lấy cho em size 2X. Một cái duy nhất. Hồi trước em bán 199.000, chị nào đặt trên like 150. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, lấy em mã 4 mà 150 à, mang rất là thoải mái. Trời ơi, đây, cực kỳ đẹp. Hàng xịn luôn, hàng xịn của Adidas luôn. Và ai đã mua quần của em rồi các chị biết nha, chị nào mua cho chồng. Em có áo khoác luôn chị Ngọc Nguyễn, lẹ luôn. Em mã 4 nha chị. Anh Tuyết Nguyễn Thị cầm bên mã số 4 2X, chốt anh Tuyết Nguyễn Thị luôn. Có đơn à? Rồi hết. Mã 4 em hết rồi nha mấy chị nha, có áo khoác không? Có áo khoác lên liền luôn. Mấy chị thương em ủng hộ giùm em đi. Bao nhiêu tiền tối nay em gom em lấy gì em tặng hết, em xả xui mấy chị. Cũng vì cái gì đó thiệt. Tức lắm thiệt, tức. Dạ, em lên tới mã 5 cho mấy chị. Dạ đúng, em rất là nóng tính. Tính của em nói thiệt với mấy chị luôn, em có người dựa. Nên cái lúc của em lúc này lúc kia nó điên nó khùng. Lúc em rất là dễ thương mà lúc em nóng em rất là như đàn ông luôn á. Nên là cái tính của em có người dựa nên em khùng khùng điên điên lắm. Nên là cũng đừng có chọc cái máu điên của em lên. Rồi lên cho em mã này đi mọi người ơi. Lấy em mã 5 nha mấy chị ơi, quá đẹp luôn à. Mã 5, size 2X, 65 cho tới 75kg đổ về. Chị nào lấy cờ bên giùm em M5 150 luôn. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, lấy em mã 5 mà quần rất là tay luôn nha. Đẹp mấy chị dễ thương cực kỳ luôn. Cái quần này nha, cái màu xám tro nha, đẹp lắm. Xám tro, xám đen á, màu này dễ thương cực kỳ luôn. Chị có giá 150 nha mấy chị ơi, quá xinh luôn à. M5 mã 5 nha mấy chị nha, 150 à. Tất cả những mẫu quần này có cái Việt Nam xuất khẩu, có những cái là hàng xịn luôn. Đấy. Ai coi like mọi người chia sẻ chết cha, mình không nói gì không biết có tên trong danh sách của mình đâu. Dạ, M5 à. Đang nóng nào, vụ gì vậy em? Tối nay 8 giờ rưỡi mọi người coi like là mọi người biết. Rồi qua luôn. Dạ. Lên tiếp mã mới. Em lên tiếp mã mới cho mấy chị nha, lên tiếp mã 6 à. Rồi từ từ coi có size không. Size này là size XL nè. Ôi ôi má ơi đẹp. Không size to nha mấy chị. Hết M5 chị Hoang. M5 chốt ai vậy? Dạ, Ngọc Nguyễn à. M5 chốt Ngọc Nguyễn, hết M5 rồi chị Hoa Ngọc. Đây, mã này cho em. Chị nào ông chồng phải khoảng tầm size này là size 1X đó. Hàng này là hàng nice xịn luôn đó. Ông chồng nào em nói mấy chị chứ 80-85kg mặc được luôn. 80-85kg đều mặc được luôn. Ê, nhắn tin giải quyết chị khách hàng. Tại sao một cái quần không vừa mà sẽ trả hết nguyên cái đơn hàng trong khi mấy chị bạc? Phải giải quyết chứ khách, chứ đâu có được vậy được. Mình like cực khổ mà tranh giành của khách hàng mà tại sao một vì một cái quần không vừa lại trả hết cả đơn. À, phải giải quyết rõ ràng chị. Dạ. Nào rồi bây giờ nha mọi người nha, mã dạ, này cho em lấy em mã 6 cho mấy chị nha. M6 chị nào lấy M6 comment giùm em. Ông chồng nào 80-85kg đổ về mặt được em anh tặng cái quần này luôn, một cái bự chà bá lửa luôn, 199.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, siêu đẹp. Mã 6 à, 199. Trời ơi, cái này đẹp nè mọi người, cái này đẹp thật sự luôn, hàng xịn luôn. Cái này là combo dia luôn á các chị, và đặc biệt nữa form và từng đường may và đường vải cực kỳ dễ thương. Em nói mấy chị chứ cái quần này có một cái duy nhất size bự luôn á, mang rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Đúng nha. Dạ, mã 6 em chứ chị Đỗ Hân Thịnh à. Mã 6 Đỗ Hân Thịnh. Dạ, em xin chào chị Nguyễn Ngọc Yến à, em Ngọc chào Yến Nguyễn à. Em chào Ngọc Yến Nguyễn. Rồi lên tiếp cho em mã này. Dạ, em lên tiếp mã 7 nha mấy em chị. Em xen kẽ đồ với áo khoác nha mọi người. Em đang đau họng lắm luôn. Mà em sao em tức quá nên em nói lại em đau họng lại. Size này là 1X. Lên giúp em mã 7 nha mấy chị nha. M7. M7 là 1X. 1X là khoảng 70. Mã này là 65 cho tới 72kg. Chồng chị nào, con chị nào vừa lấy nha, một cái duy nhất. Dạ, lấy giúp em mã 7 nha mấy chị nha. 150. Có giá là 150, quá rẻ luôn nha mấy chị nha. 150.000. 150 luôn. Ai lấy comment mã số mấy ạ? À? Dạ, lấy giúp em mã 7 à, 150 nha mấy chị nha, mang rất là thoải mái. Có dây bên trong luôn. 65 tới 72kg. 65 72. Cỡ đoạt cỡ đó thì mọi người mua. Dạ. 65 72. M7 em chứ chị Nam Hà. Nam Hà M7. Dạ, lên áo khoác chị. Rồi, Nguyễn. Ok. Dạ, để chị Anh lên áo khoác cho mấy chị nha. Lên áo khoác liền luôn. Mấy chị xem like chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Cho em
xịt ít tương tây. Trời ơi cái này đẹp, sao bị sót vậy? Cái này hôm bữa quá trời người hỏi luôn phải không? Ủa khách chốt nhiều lắm nha mấy chị, còn sót đúng một cái à. Lẹ mọi người ơi, một cái duy nhất của Nai. Mà quá đẹp luôn à. Cái này không có cái thứ hai luôn. M8 299. Lấy em M8 nha mấy chị nha, có giá là 299k. Đẹp cực quá kỳ luôn. Quá rẻ luôn nha mấy chị nha. Đây em có giá này đâu à. Đây mọi người ơi, mọi người cho em lên, em lên like em nói cho mọi người cái này đẹp cực kỳ. Ai chị nào chưa lấy được lấy cái này nha. Dạ. M8 38 em cho chị thang luôn à. Áo khoác 299 là không có hàng luôn. Rồi lên cho em M9 đi. Dạ. M9 nha. Mã 8 hết thì mấy chị yêu nha. M9 299. Em áo khoác 299 nha mấy chị yêu nha, màu đen rất là dễ phối đồ luôn nha mấy chị. M9 299. 299k nha mấy chị nha. 45 cho tới 6 mấy ký ok. Lấy giúp em mã 9 nha mấy chị nha, 299k. Ôi dễ thương. Của Nai luôn mọi người, áo này của Nai. Mã 9 em cho chị Ngọc Nguyễn à. 9 Ngọc Nguyễn hot. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn. Em mã mới à. Lên cho em mã số 10. Hôm nay chị mang về đồ rất là nhiều luôn nha mấy chị nha, tranh thủ mua giúp em à. Em lên size này rồi. Là size L nhưng mà size này là size to đấy. Để em thử màu đen. Quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Mấy chị đã mua hàng bên nha, em cho em xin ít phản hồi nha mấy chị nha. Nam nữ mặc được. Áo này nam nữ mặc được, màu đen. Áo này nam nữ mặc được của Nai. Mã 10, 299 luôn. Lấy em mã 10 nha mấy chị nha, 299k. Quá rẻ luôn nha mấy chị nha. Đẹp cực kỳ. Rất là đẹp luôn. Nam nữ mặc được, form size L là nam 72, 75kg nam mặc được luôn. Chị nào mua cho chồng 75kg là mặc được nha, form size bự nha. Còn nữ của mình là phi size mình có thể mặc được. Nói chung áo khoác mấy chị rất là dễ mặc. Nam nữ mấy chị đều có thể mặc được luôn. Hàng áo khoác Nai nên nó rất là dễ mặc. Ai lấy các chị comment. Lấy em mã 10 nha mấy chị nha. 299k. Phương rất là chuẩn. 299 nha, rất là dễ phối đồ luôn à. Mã này đẹp. Mã này đẹp. Phương to nha mấy chị nha. Nam nữ mang rất ai, là đẹp. Ai mua cho chồng hoặc là mấy chị mà bự bự các chị có thể mua. Áo này áo khoác này là khoảng nữ khoảng tầm cho em là từ 50kg đổ lên. 4 mấy ký là mặc hơi nhỏ nha. Áo đây. Bên này mà không có nóng nha mấy chị nha. Đẹp cực kỳ luôn của Nai xịn. Ai lấy comment mã mấy? Dạ lấy em mã 10 à, 299k nha mấy chị rồi, nha. Rồi qua M10 luôn. Lên em cho em mới à. Đây mọi người. Hai cái này là hai cái mango xịn của em. Hôm bữa trời thiệt khách chốt không có hàng luôn á. Do hôm bữa nó nằm ở dưới đáy á, cái bên em quên kiểm tra. Hai cái mango xịn luôn, các chị nhìn áo nè. Mặc được ở trong nước và ngoài nước luôn, đi du lịch hoặc mặc trong đây đều được. Đẹp lắm của mango. Mang rất là thoải mái luôn nha mấy chị nha, không đẹp có lắm nha. Của mango. Áo này em nói mấy chị mà không chốt thôi luôn, dễ thương cực kỳ. Dạ. Áo này của mango xịn luôn á. Áo này của mango xịn luôn á mọi người. Quá đẹp luôn nha. Đây. Nha. Áo này ở ngoài bán đắt cực kỳ luôn, ít nhất phải 800-900. Hello, em chào chị Thanh Vũ ạ. À. Em chào chị ạ. À. Mã số mấy? Dạ, lấy em mã 11 ạ. À. M11, 180.000 đồng. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Đây chỉ có duy nhất hai cái rồi. Lấy em mã 11. Áo này là chuẩn xịn luôn. 180k. Của Mango. Mã này ai mà không lấy. Đẹp cực kỳ luôn. Hàng này là phi size. Khoảng tầm cho em 45 cho tới 65kg. Các chị đều có thể mặc được. Áo này nó là cái chất mà chất gọi là chất chất tâm á. Nên cái này mình mặc ở đi đâu, ở trong đây hoặc cái chị đi ngoài nước đều được, đều đẹp luôn. Ai lấy comment mã mấy ạ? À? Dạ, lấy em mã 11 nha mấy chị nha. M11. Ai lấy M11 cái chị comment. Áo này mà không lấy tiếc, khẳng định luôn. Rồi qua. Mẫu đó đẹp cực kỳ, em phải lấy một cái là các chị hiểu. 11 chốt chị Bùi Lan, Bùi Lan cho em anh số điện thoại. Hàng mango là khỏi chê, hai cái thôi. Do mình còn ở quê thì thứ hai mình có mặt ở Sài Gòn, mình nhờ nhân viên thứ bảy gửi bill được không Minh Anh, tại inbox không thấy nhân viên trả lời. Nếu như thứ bảy gửi bill được thì mọi người phải lưu ý giùm em, nếu ai đã chốt rồi không được xả đơn hoặc không được đổi này đổi kia nha, thì em sẽ hỗ trợ. Mã 10 bao nhiêu ký vừa chị, cái này là M10, nếu mà chị mua cho nam á là 75kg đổ về mặt được. Cái đó đẹp lắm chị Khang, có đúng cái. Em hết M11 rồi chị trai đắng kẹo ngọt ơi. 11 chốt Nguyễn Thị Thu Liễu rồi nè. Bên em là ai comment trước sẽ chốt người đó trước. Rất là công tâm luôn, mọi người mua hàng các chị yên tâm. Rồi lên tiếp cho em mã mới luôn. Dạ. Em lên tiếp mã 12 nha mấy chị nha. Bạn hỏi chỉ có số lượng 1-2 cái à mấy chị. Ôi đẹp quá luôn. Dạ cái đó là áo khoác á chị ơi. Áo khoác chị Thanh Giang. Lên tiếp áo khoác cho mấy chị yêu à. Đây, trời ơi đẹp quá rồi. Cái này mang mát lắm.
New Balance có được một cái duy nhất. Lấy về mã 12 nha mấy chịu nha. Nhìn form rất là chuẩn luôn ạ, à. Cầm rất là nặng tay luôn nha mấy chịu nha, mang không bao giờ nóng ạ. Đẹp cực kỳ. New Balance nó ghi là size S thì khoảng những chị nào 45 cho tới 60 62 63 kg đi cho chắc. Mở máy. Dạ, lấy giúp em mã 12 ạ, à. Em nhớ chị Ngọc Nguyễn luôn nha. Ngọc Nguyễn M12 nhớ nha, ai đặt hàng của em chắc chắn lấy thì các chị hãy comment. Dạ, đừng ơi. Đừng comment chơi. Em nói luôn để cho người khác chốt. Nhiều người kỳ lắm, đặt dạ. Xong rồi không có chốt, kỳ cực kỳ. Em chốt mã 10 cho chị đổ tiền à. Ok, M10 em chốt chị đổ tiền, cái đó đẹp lắm chị đổ tiền. Dạ. Em like mấy chị ơi, mấy chị đặt vị trí mình là người livestream rất cực luôn. Like đau họng chứ mệt chứ. Cũng muốn bán hàng cho mọi người nhưng có những người vô phá, những người đặt chơi gì đó. Đó nhiều cái lắm. Bơm hàng em đã nói không nói rồi, còn cái kia tối nay 8:30 mọi người coi like đi rồi em nói cho mọi người nghe. Rồi lên cho em mã mới nha mọi người. Dạ mấy chị ơi xem like chia sẻ giúp em à, chị ơi. Ba lên chiếc mã mới à. Cái này dễ thương quá nè. Cái này được một cái duy nhất. Này xe đừng lên mã, đừng lên mã. Để đọc mã. Cứ lên mã xong người ta cứ comment nào ào ào phải nghe chứ. Rồi lên cho em mã này. Đẹp cực kỳ. Áo khoác nam 75kg nãy có đúng cái duy nhất luôn á chị Anna Nguyễn. Tại vì hàng này đâu có hàng đâu. Hàng này ở ngoài nó bán mắc mà. Hàng này ở ngoài nó bán có triệu mấy một cái luôn mà. Đây mọi người. Áo này là khoảng tầm cho 60kg quay đầu. Hôm nào kỳ bữa nhé. Chắc ngủ không được quá. Dạ yeah. Ok thứ bảy gửi giùm mình nha. Cảm ơn. Tại ship thành phố mau lắm, sợ chốt gửi bill thì không kịp. Ok. Mã này mã số mấy? Lên cho em mã 13 đi. Dạ. M13 60kg đổ về. Dạ. Em anh tặng áo này các chị 299, hàng của Nike. Áo này 60kg quay đầu thôi. Áo này đẹp thật sự luôn, dễ thương lắm, cái màu đẹp lắm mà tầm 60kg nha. Tại vì do cái người của em á nó nặng nhưng mà cái ở phần trên của em nó không bự lắm. Em chỉ bự từ cái hông cho tới cái đùi thôi. Nên là em mặc em nhắm size được. Cỡ 45 cho tới 60kg các chị mặc được. Dạ. Áo này dễ thương cực kỳ luôn. Lấy em mã 13 nha mấy chị nha, 299k một cái duy nhất. Size này là size M, size M của Nike. Size M của Nike thì chị nào là vừa các chị lấy 45 cho tới 60kg quay đầu. Mã này đẹp lắm. Mà mã này mặc mát nữa mấy chị. Các chị nhận hàng xịn. Đây các chị nhận hàng xịn nè. Đây các chị nhận hàng xịn giùm em nè. Hàng này hàng cực kỳ xịn luôn, ở ngoài nó đang bán là 1,000,000 một cái. Hàng hãng mà. Ai lấy các chị comment nha, mã mấy? Màu rất là sang luôn à, lên giúp em mã 13 nha mấy chị M, nha. M13 nha, trời ơi đừng ai chơi kiểu đó nha, chết em luôn. Ê chị vì chị Huế, em like cho cái chị Huế cái này, đẹp không chị Huế? Em có cái quần không phải là quần tập. Cái quần này giống như cái quần legging. Nhưng mà nó sẽ làm, nói chung là mấy chị hiểu cái quần mà gọi là có áo khoác nào mỏng dây kéo mặt ở nhà che nắng không em, để em kiếm cho chị Thanh Giang. Nó sẽ là cái quần này nè. Mặc vô nha, nó sẽ làm gọn cái chân á, rồi nó kéo cái mông mấy chị lên mà nó không có mệt. Quần này hàng cực kỳ mắc luôn. Quần định hình đó chị. Nó gọi là quần định hình á, quần này đẹp lắm nè. Có áo khoác nam không? Áo khoác nam từ từ để em coi còn không nha. Quần định hình form nha mấy chị nha. Hàng này ở ngoài mấy chị biết ở chợ Nga không? Chợ Nga bán cái này 650. Em cam đoan luôn. M13 là 45 cho tới 60kg quay đầu. Chị Nam Hà 62 cũng được. Rồi. Đây có size được có mấy cái à. Định hình form nha mấy chị nha. Size M nè. Size M nè. Size XL. Không có sợ lộ bụng nha mấy chị nha. Ôm form rất là nâng mông luôn nha mấy chị nha. Em có được hai cái size XL, hai cái M. Có. 2M và 2XL. Cái quần này em nói mấy chị ở chợ Nga, ai biết chợ Nga, dân Sài Gòn là biết chợ Nga. 650 một cái, quần xịn. Quá đẹp. Quần này em bao mấy chị mặc 5 năm không hồi luôn, không xù luôn. Đây mấy chị, của Degree. Cái quần này ở chợ Nga đang bán, trời ơi, có được 5 cái, 4, biết 4 cái thôi, 2 cái M với 2 cái XL. Các chị mặc cái này nè, nó gọn mà nó kéo cái chân mình dài ra mà nó nâng cái mông của mình luôn. Em bán cái chị cực rẻ, chốt lẹ là có. Mã số mấy? Lấy em mã 14 à. Em anh có size M. M là khoảng 45, 45 cho tới 50. Cái này giãn nhiều á. 56, 57 kg, 56 kg nha. M là khoảng 45 cho tới 56 kg. Đẹp lắm chị Thảo ơi. XL chị vừa không bé chị Nguyễn Thảo. Đây đây, em cầm XL vô. Em nói thiệt chưa kịp luôn á. Nó gọn, gọn cực kỳ.
ôm không được. Em nói XL chị Thảo vừa luôn. Nó gọn mà nó nâng cái mông nó ôm hết. Thiệt đẹp lắm. 65kg là mặc XL á chị Thanh Vũ. Có áo thun chị Anh Tuyết. Rồi ai lấy comment giùm em mã số mấy? Dạ lấy em mã 14 à. M14 em anh tặng các chị 160.000 đồng một cái quần bé anh em cầm. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, nhanh tay giúp em mà lấy giúp em mã 14 nha. Dạ. M10 chị Khang comment chậm mất tiêu rồi. M10 chị đổ tiền comment trước. M này là M mấy? Dạ M16 à. M14 à. M14. Mua mới ở nhà bé về nè, M14 XL 65-68kg vừa. Hết nha mọi người nha. Dạ. Ai comment các chị comment. Chị Nam Hà mã 14. Từ từ, mã này tôi đọc, mã này tôi đọc mấy chủ. À, M14 Nam Hà XL cho Nam Hà có. Chị Nguyễn Thảo. Sao không comment ai comment trước ưu tiên chứ. Đâu có được đọc tùm lum được. Cho chị Nguyễn chị Nam Hà rồi nè. Chị Nguyễn Thị Thu Liễu M14 nhường lấy cho chị một cái. Tại vì cái này em chỉ có được mấy cái thôi. Thu Liễu một cái. Cho chị Anna Nguyễn một M14M cho Anna Nguyễn một cái. Chị Nguyễn Thảo một cái. Cái này em sẽ hỏi nếu có hàng em gom tiếp M14 em hết. Quần đi tập thể dục được không em? Nó mặc cái gì cũng được hết. Mà em nói những hàng này đang bán rất là cao. Khi mà em có 4-5 cái mấy chị phải chụp lẹ mới hết hàng. Em khẳng định luôn. Rồi. Em hết nha mọi người nha. Ê còn nữa nè. Màu đen. Có được mấy cái? Từ từ. Từ từ, từ từ, từ từ. Có 2X nữa. 2X là 2X là 70kg đổ về mặc được luôn. Ê lấy chị Thảo 2X đi cho chị mặc dễ chịu. 2X cho chị Thảo đi, lấy chị Thu Liễu đi, hai cái size XL cho Thu Liễu hai cái. Có cái 2X nè, mượn chị Thảo cái 2X rồi 2X cho tiếp. Em còn được một cái L. L là tầm 60kg đổ về, chị nào vừa comment là 14L. 60kg đổ về. Lấy okay em mã 14 nha mấy chị nha, 160k. 14L. 14L 60kg, 62kg vừa đó. L còn được 2 cái nè. L bé anh còn được 2 cái. Ai lấy comment giùm em, L còn được 2 cái. L còn được 2 cái. ML giống gì? ML. Cái size á. ML nó tựa nhau, mặc được 60kg quay đầu. Cái này ôm form mà. Mùa Noel chốt cho chị mùa Noel một cái M14. Đổ tiền. Rồi bây giờ em còn được một cái size S. Quần ba sọc nam nữ hay vậy em, 60kg có ôm lắm không? Không chị Anh Tuyết Nguyễn Thị, mặc rất ok. Em có được một hai cái thôi, cái này không có hàng đâu mấy chứ ơi. Hàng xịn mà, hàng này nó bán 600-500 ngàn mà. Em còn được một L với một cái size S. S là khoảng cho em 55kg đổ về đó. S là 55kg, S là 55kg á. Không, tại vì biết sao không? Quần này nó co giãn mạnh lắm. Nên mấy chị mặc rất là ôm form mà mặc rất là đẹp. Chị Thanh Vũ, chị Huỳnh Ngân, em hết size 2X nè. 2X em có đúng một cái duy nhất thôi. Mã này là M14. Mấy anh còn được một L. L là 62kg quay đầu. 60kg được luôn. Tại vì quần này nó co giãn rất là nhiều. Nên mấy chị mặc rất là ok. Nói chung là hàng mà co giãn, co ra co vô mấy chị mặc rất là được. Còn size S là những chị form nhỏ. Chị nào mà form nhỏ mấy chị có thể mặc S. 100. Dạ 160k lấy giúp em mã 160 nha mấy chịu nha, em còn size S với size L 160 nha mọi người. Chị đổ tiền kìa, chốt cho chị 14M S mặc được nè. Đó, nãy em nói 14, chị đổ tiền. Ừ. Từ từ, M lấy cho chị L mặc được. Trời. Mặc dễ chịu, biết sao không, nó xê xích nhau một tí à. Nói chung là cái quần này nó sẽ định hình và nó kéo dài và nó gọn người luôn. Bình thường á, là chị, mấy chị mặc đồ á, mấy chị mặc đồ á là mấy cái quần kia kìa nó sẽ không có gọn người, nhưng mặc cái này là nó sẽ gọn luôn á. Với lại nó có hai, nó gọi là nó may bằng cái ép nhiệt á, nên là nó sẽ kéo cái thịt của mình, nó gom gọn cái đùi. Mặc cái quần này giống như định hình để nó vừa gọn mà nó không có mệt, mặc đẹp lắm kìa. Mà quần lót nó bị ngấn hả? Ok chị Anh Na Nguyễn rồi, lấy xe S cho mình luôn nha. Comment giùm em là 14S, comment cho em là 14S rồi em hết luôn. Em hết rồi chị Thảo Vy. 14S chốt Anna Nguyễn. Rồi lên tiếp cho em mã mới nha. Lên tiếp mã 15 nha mấy chị nha. Cái quần sọc này có được mấy cái? Đó, để luôn. Đây, con size liền luôn.
Ôi đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lên cho em cái size M nè. Ui M đẹp dữ vậy. Lò chú cho mà ơi, quần này đẹp nhất nách luôn. 14S M L X L ba cái hả? Mã này là mã số 15. M, em có size M, L và size XL. M là khoảng cho em là 55kg, 57, 55, 57kg. L là 62, 63kg và XL cho em là 70kg đổ về mặt được luôn. Rất là đẹp. Mã này đẹp cực kỳ. Lấy bé mã 15 nha mấy chị nha. M15 luôn à. M14 bé anh hết. Ai lấy comment M15 199k. Quá rẻ luôn mà. Quần này em nói mấy chị mặc không ghiền em trả lại tiền. Đẹp lắm luôn. Cái kiểu như là mặc áo thun kết hợp với quần này rất là đẹp. Mấy chị mang chung với lại giày lười hoặc là giày thể thao đều đẹp luôn. Mình ở đây mình đi chơi hoặc là mình đi du lịch đều được luôn. Rất là năng động. Ai lấy các chị comment giùm em mã mấy? Dạ lấy em mã 15 mà có size MLXL cho mấy chị nha. 199k. M15 này mà em nói thiệt đi ra ngoài không có giá này luôn. 15 Mai Liên một cái. Dạ. Nguyễn Thị Thu Liễu 15 một cái M. Còn một cái XL. Đưa cái XL đây. Ai coi like mọi người ơi chia sẻ like giùm em M15 cho bé anh. Em gọi XL ngay. Hết luôn á chị Gunarara. Khổ lắm. Có một cái à. Thiệt. Em mà có số lượng em bán khỏe rồi. M15 chốt Bích Nguyễn. Bích Nguyễn à. Rồi lên tiếp cho em mã mới luôn. Em lên tiếp mã 16 cho mấy chị nha. Trời ơi mấy chị ơi. Mã này đẹp nè. Được mấy cái vậy? Hai cái à. Được hai cái. Còn sót. XL, XL. XL áo khoác nam nè. Nam nữ bận tội sắp được. XL. Mã này em được một XL và một L. Mã số mấy? 16. Lấy giúp em mã 16 à. M16. Em có size à? Size XL với lại size L nha. Ông chồng nào 75 78 kg mặc cho em áo khoác này được luôn. Dạ. Bé chị điện thoại cứu xuống xíu. Ok chị. Áo này mà mấy chị không lấy á hơi bị tiếc luôn nha mấy chị. Được không quá chị? Đẹp luôn à. Được không mấy chị? Ai lấy mã này comment giùm em. Lấy giúp em mã 16 nha mấy chị nha. Áo em đang mặc là XL nè. Chị nào mua cho chồng 75 75 kg, 80 kg ok luôn á. Áo này cho ông chồng 75 80 kg mặc được luôn nè. Size này là size XL. Còn size này em đang cầm là size L. Chị nào thích mua cặp mặc chung như hai vợ chồng mặc cho đẹp. Đây mọi người có đúng có được đúng hai cái. Chị nào lấy comment mã. Lấy em mã 16 à. M16 cho bé anh nha mọi người nha của Nai. Áo này đẹp màu rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. 199k. Áo này đẹp nè mọi người. 299. 299k nha mấy chị nha. Ai lấy mọi người comment mã số cho bé anh mã mấy à? Dạ lấy giúp em mã 16 à. 299k nha mấy chị nha. Phối màu lên rất là đẹp luôn à. M16 đây. Trời ơi dễ thương thật sự luôn. Hàng xịn nha của Nai nha mọi người ơi. Chia sẻ giùm em năn nỉ luôn. Chia sẻ giùm bé anh. Màu này lên đẹp. Rồi qua mã luôn đi. Ai lấy comment nha. Em lên tiếp mã mới nha mấy chị nha. Mấy chị ơi muốn mua hàng như thế nào hãy comment giúp em nha mấy chị nha. Để em biết em lên hàng cho mấy chị luôn à. Hôm nay chị mang về hàng rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Hàng cao cấp. Đẹp ghê luôn á. Quần này nha mọi người. Ôi xuất sắc thiệt sự luôn. Hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Mẫu này của Quảng Châu nè. Cái quần nó giống vậy nè. Ủa này mang mát không luôn á. Đẹp lắm luôn á mọi người. Đây. Quần này em đang mặc luôn nè. Nó sẽ không có thấy đùi bự. Đang nói quần tập nay chỉ có điện thoại nên không có xem được. Em có màu xám đợi tí em lên liền. Quần này em nói mấy chị mặc là ok luôn. Đẹp cực kỳ. Rất là thoải mái co giãn. Các chị nhìn cái lưng thun của nó nè. Thằng này 45 cho tới 60 mấy ký mặc ok. Vì hàng có lưng thun. Chị nào lấy comment mã mấy à? Dạ lấy em mã 17 à. Quá đẹp luôn nha mấy chị nha. M17 em anh được 3 cái em tặng luôn 150.000 một cái. Wow quá rẻ luôn à. Hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Ai lấy các chị comment mã số mấy? Lấy em mã 17. M17 150.000 đồng một cái. Trời ơi được 3 cái duy nhất luôn. Lấy em mã 17 nha mấy chị. Cái quần này mà mấy chị chơi là em thua luôn. Đẹp cực kỳ mà mặc mát mà mặc sướng lắm. Quần này ít nhất
Quần này ít nhất bây giờ ra ngoài mua là phải 200-300 nè, không có giá rẻ luôn á, xinh. Lúc mà mắc luôn nha mấy chịu nha, lấy em mã 17 à. Vải nè. Mọi người nhìn cái vải 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 tâm của nó nè, mặt mát, êm cực kỳ luôn, 150.000. Rồi. Mà quá xinh luôn nha mấy chị. Hàng của Hồng Kông xịn đó. M17 chốt chị Bích Tuyền Phan 1. Dạ em chốt cho chị Bích. Chị Bích Hằng Trần 1. Còn được một cái duy nhất 150.000. Ai lấy cho chị cầm bông giùm bé anh. Lấy giúp em mã 17 nha mấy chị nha, của hãng da gà, rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đây. Rồi lên cho em mã 18. Thanh Vũ 17. Chị Thanh Vũ ơi cho em số điện thoại nha. Rồi lên cho em mã 18. Mấy chị thích mới cho em xin số điện thoại nha mấy chị. Mã này đẹp mê ly luôn. Mã này đẹp vê ly luôn. Mã này không đẹp cho lại tiền. Ai lấy comment M18. M18 được 2 cái duy nhất 150 luôn. M18. Lấy em mã 18 mà 150 nha mấy chị nha. Mà quá là xinh luôn. Cái quần này mặc lên em nói mấy chị luôn, không vừa hắt chiều cao mà không thấy đùi bự nữa. Thiệt. Em mặc em toàn lựa mấy cái quần kiểu này á. Xinh lắm, đẹp cực kỳ luôn. M18 màu rất là lạ luôn nha mấy chịu nha, nhưng mà giá là 150 à. Lý me mã 17 18 nha mấy chịu nha. Thằng này là nó kiểu phi size luôn nè, bao nhiêu ký cũng vừa luôn, 45-60 kg vừa hết, rất là dễ chịu. Em chốt cho chị Bích Hằng Trần à, mã 18, chị Mai Liên mã 18 hết. Xinh lắm, này Mai Liên mặc được luôn, hết hai cái thôi. Trời ơi, bán em nói thiệt, em bán tặng mấy chị luôn á, em nói thiệt luôn, cái quần đó em nhập vô 145 em bán 150 em câu like á. Cái nào có ít em câu like à, cho mọi người mua được có giá rẻ. Chứ không thôi em bán ít nhất cũng phải 180, lời cũng phải được 20-30 ngàn chứ, mày khổ lắm mấy chị ơi. Rồi qua cho em mã mới luôn. Em lên tiếp mã mới cho mấy chị nha. Đó, một mấy chị. Ý, có một cái áo khoác đẹp nè. Trời ơi, màu dễ thương, của Nike luôn. Mã lấy em mã 19 cho mấy chị. M19 một cái duy nhất luôn, 299 ngàn. Quá rẻ luôn à. Lấy giúp em mã 19 nha mấy chịu nha, 299k. Thằng này mặc sướng và mấy chị mặc được. Mấy chị mặc được, ví dụ mấy chị bán hàng ăn, mấy chị ngồi trước nhà mấy chị mặc được luôn. Không nóng, và đặc biệt cái này nè, cái vải của Nike á là dành cho những người tập thể thao được. Và những người mấy chị có thể đi, nói chung là đi leo núi, đi đổ mát mà nó nhẹ lắm. Mã 19 em cho chị Bích Hằng Trần. Bích Hằng Trần M19 299. M18 em hết chị Vinh Lê. Rồi bây giờ em lên mã mới luôn mọi người ơi. Em lên tiếp mã mới nha mấy chị nha. Rồi lên cho em đây. Đây. Trời ơi. Quần nga. Bây giờ chuẩn bị lên quần nga nè. Màu quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Trời ơi chợ nga nha mấy chị. Chợ nga em thích cái quần lắm. Em mua đợt cái bác em mặc, chị em lên chợ nga mua cái quần 650. Cùng cái hãng này luôn. Mà nó có lô, nó xuất được ít lắm. Mọi thứ có 5-10 cái thôi. Mới mua được giá rẻ, từ từ em đọc size, có size S được 1. Màu xám tiêu. XL. Quần này mang lên form rất là định hình luôn nha. Mấy chịu nha, không có bị sợ bị lộ bụng à. 2X. Rất là nâng mông cho mấy chịu nha, rất là coi dạng thoải mái. Ghi nè, lấy bao ghi nè, đọc nè. Để cái bao đi ghi đọc nè. Ghi vô. Rồi, nghe nha. S được 1. S được 1. Rồi tiếp. XL được 2. Rồi. XL được 2 rồi. 2X được 1 cái. L được 1. Rồi. M được 1. L được 1. L được 1 thì cộng thêm 1 vô nữa. Rõ ràng người ta có cái bao, đi tháo cái bao ra làm chi cho khổ cực vậy. Hôm qua mỗi mã quần đều có bao hết. Rồi cộng thêm một cái M1 nữa. Một cái M1 nữa là tổng cộng mấy cái? 2. Quần này lúc mà về là rõ ràng nó có cái bao siêu luôn á. Tự nhiên tháo ra giờ vậy coi nè. Còn áo khoác len mỏng không em? Chị một cái nữa đi. Em hot rồi, để em lên mã mấy chị ơi. Vậy là còn mấy cái? M được mấy, L được mấy, 2X được mấy? M. M2, L2. 2XL1. Thôi ghi lại đi, ghi cho bao cho dễ nhìn đi. S, S từ SML2X. S1. M2. L2. XL2. 2XL1. Nhanh đi sợi. XL1. Rồi để đây cho nhìn lại nè, để đọc cho khách cho nghe nè.
1S rồi mấy M? 2M, 2L, 2XL. Rồi bé Anh được mã này. 1S, 2M, 2L, mấy XL? 2XL. 2XL và mấy 2X? 1X, 2X. Mã này cho bé Anh có chị ơi. Y chang cái mã hồi nãy mà nó là mã xám tiêu đen. Mã này đẹp cực kỳ. Vì cái hàng này, hàng của chợ Nga nó 600 mấy chục ngàn. Cái là nó có cái bao zin luôn. Mà em tức ghê vậy đó, nhân viên em về tháo hết cái bao zin của em ra. Rồi lên cho em mã máy à. Dạ, lấy giúp em mã 20 à. Bực mình ghê luôn á. M20. Ai lấy comment M20 giùm bé Anh 160.000 đồng. Dạ, lấy giúp em mã 20 nha mấy chịu nha. 160k em có size nha mấy chịu nha. Comment size giúp em à. Cái quần này nó gọn cực kỳ luôn. Và đặc biệt nữa, mặc lên cái form đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ, mặc trời ơi không có hàng luôn. 160.000 đồng. Nguyễn Thảo M20 2X một cái, hết 2X. Dạ. Chị Nguyễn Thị Thu Liễu M20 một cái XL. Bây giờ bé Anh còn được 2S, 2M, 2L đúng không? Dạ. 2S, 2M, 2L và 1XL. Cái quần này đẹp cực kỳ luôn mọi người, 160.000. Nó sẽ gọn cái đùi và gọi cái chân mấy chị. Và đặc biệt nó có nâng mông luôn nè, các chị nhìn nè. Có cái đường nâng mông nè. Các chị biết không, nó làm theo cái kiểu kép áp nhiệt á. Nên khi mà các chị mặc cái này nha, là các chị 5-6 năm luôn nó vẫn không te đường chỉ. Hay lắm. Hàng này mặc nó hay lắm. Hàng này mấy trăm nghìn một cái quần là nó đẹp mà nó chắc chắn cực kỳ luôn. Lấy em mã 20 nha mấy chị ơi. 160. Chị Anh Tuyết Nguyễn Thị comment giùm em là M20 1X nha chị Anh Tuyết Nguyễn Thị. Ghi giùm em là mã số để em chốt được đơn. M20 1X chốt cho chị Anh Tuyết Nguyễn Thị. Ai lấy các chị comment. Trời ơi đẹp. Lấy em mã 20 nha chị ơi. 160 em chỉ còn size S M luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Hàng này em nói mấy chị mua phải thử nha. Mặc êm lắm. Cái này mình có thể là mặc đi chơi, mặc chung với lại những áo thun, hoặc mấy chị có thể mặc chung với lại những cái nói chung là mặc đi tập được luôn ấy. Rất là dễ tập yoga hoặc là mấy chị tập làm gì cũng được. Mặc tiện lắm, mà kéo lên nó co giãn có ra co vô luôn, trên người nó ôm sát mấy chị luôn. Ok, M20 1X cho chị Anh Tuyết Nguyễn Thị có đơn nè. Lấy em mã 20 nha mấy chị ơi, 160 à, màu rất là dễ thương. Đẹp lắm. Mấy chị nha. Rồi em còn được hai cái M, 2S, 2M. S là khoảng tầm 45 cho tới 55kg, M là khoảng tầm 57-58kg đổ về. Còn L cho em là 60 mấy kg đột luôn. Mã này cho em 160.000 đồng. Mã 20 em chết L cho chị Thu Minh à. Ai mà mua được cái quần này em đảo đảm mấy chị là hời luôn, hời cực kỳ luôn á. Do em bán rẻ em câu like, chứ những người mà bán shop người ta biết hàng xịn vậy là người ta bán kê lên một cái mấy trăm ngàn. Không bán như em đâu, em cam kết luôn. Quần ôm không định hình nha. Mấy chị biết cái hàng này á, là mấy chị mặc mùa nóng mùa lạnh đều được. Kiểu nói chung là cái quần này là gọi quần là quần sinh nhiệt luôn á. Nó tốt lắm, tốt cực kỳ. Dạ. Chị Hương Nguyễn M20M còn không? Có chị. Chị Bích Hằng Trần M20L có không? Còn được cái nào không? Cái đang cầm trên tay L nè. Còn L đang cầm. L rồi. Cho Bích Hằng Trần có đơn luôn. Còn S chị đẹp. Em còn size S. Em còn size S. Đẹp cực kỳ luôn. Dạ, ok, chị Thu Minh có đơn cho chị Bích Hằng Trần, có đơn cho chị Hương Nguyễn. Size S là cỡ 45 cho tới khoảng 50, cho khoảng tầm 50, cho 53kg đi cho chắc đi. Tại vì cái quần này là ôm nên là mọi người có thể xê nhích được 1-2kg không sao. Các chị mặc rất là ok. Gọn lắm. Lấy em mã 20 nha mấy chị ơi, 160k. Chị, mọi người nhìn nè. Chị có đi chợ Nga rồi, đẹp mà mặc mà mắc lắm. Đúng rồi chị Anh Tuyết, đẹp lắm chị Anh Tuyết. Các chị nhìn đường may nè. Các chị nhìn hàng nè. Đẹp cực kỳ luôn á mọi người. Đây. Các chị nhìn nè, cái đáy quần mà nó hàng xịn nè, nó may cỡ này nè thì làm sao mà em nói ngồi, em nói thiệt ai mà có lên thêm mấy ký ngồi cũng không tét luôn. Bền lắm. Vậy lấy chị em mờ đi. Thu Minh. 53 ký lấy S đi. Còn mờ không? Còn. Ok, lấy Thu Minh em mờ. Rồi. Vậy em còn được một cái L và hai cái size S nha. Cái này chị Huế mặc đẹp nè chị Huế. Chị Thoa Lương mặc M thôi, Thoa Lương mặc S thôi, em nhầm. 45 cho tới 53-54kg. 45 cho tới 53-54kg. Vì cái này mặc lên là nó còn gọn được cái người của mình nữa, đẹp cực kỳ luôn. Đây ai coi like chia sẻ nha. Chốt chị Thoa Lương một cái đi. Rồi qua luôn. Thoa Lương hả? Còn xe S à? Thì S mặc vừa đó, S với M là nó na ná nhau hết.
Em lên quần dài thể thao của Nam 75kg đi Minh Anh, chị Nam Hà. Rồi để em kiếm nha, coi có không đó. Dạ em qua mã mới nha mấy chị ơi. Đây từ từ, mã 20 em hết rồi. Đây 75kg được một cái duy nhất luôn, không có cái số 2 luôn. 75kg. Lấy em mã 21 à. À lấy mã 21 comment giùm em. 199.000 một cái duy nhất. Quá rẻ luôn à. Của Nam Kỳ. Mã 21 nha mấy chị ơi, 199k. 75 80kg đều được nha mọi người. Có đồ co giãn một cái duy nhất M20 75kg vừa. 199. Mang lên rất là thoải mái luôn nha mấy chị ơi. Lên giúp em mã 21 và 199k đẹp lắm nha. Hàng xịn luôn, 21 chốt chị Liên Thùy. Liên Thùy có số điện thoại, địa chỉ nhắn qua tin nhắn cho em, chốt chị Liên Thùy. Rồi lên cho em mã tiếp theo. Cái này size M nè mọi người. Mã cho em mã 22. Em M mã số 22, em anh có được một cái duy nhất của Nai. Chị nào comment lẹ luôn, chốt mã này luôn cho em size M. Thằng này nam nữ mặc được, nhưng mà nam là khoảng tầm cho em 65kg thôi. Còn nữ thì khoảng tầm cho em chị nào 57kg đổ về, 58kg đổ về. Mã số cho em mã mấy? Dạ 22 à. 22 nha, 199. Lấy em mã 22 nha mấy chị nha, 199k, có duy nhất một cái. Quần này mà ai mà chê là thôi luôn. Ở ngoài nó bán mắc cực kỳ. Mấy chị đi ra đường, mấy cái đường mà nói chung bán hàng mà xuất khẩu nha. Rồi hàng xịn đồ này nọ nha, không có rẻ đâu. M22 chốt chị Bích Hằng Trần một luôn. Có được. Rồi lên cho em. Rồi lên cho em. 22 em hết, 23 có một luôn. Lấy em mã 23 nha mấy chị ơi. 23, 57, 58 ký về, ok luôn à. Ok la luôn, 23, 199. Quá đẹp luôn à, lấy giúp em mã 23 nha mấy chị ơi, 199k lên phương, rất là quần dễ. Quần đẹp mê ly luôn, 23, chị nào lấy 23 comment giùm em 199 mọi người. Rất là dễ phối đồ luôn nha mấy khách, chị nha. Khách mới coi like nhớ để lại số điện thoại, Bích Hằng Trần. Bích Hằng Trần à. 23, Bích Hằng Trần. Rồi từ từ, cái này là size mấy đây? Size L. L là 65kg đổ về mặt được luôn nè. Lấy giúp em mã 24 nha mấy chị. 24, 65kg mặc được nè. Ai lấy comment 199. Dạ, quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Lấy giúp em mã 24 và 199k nha mấy chị. Đẹp nha. Cực kỳ luôn, nice xịn luôn. Ai lấy comment giùm em nha mọi người ơi. Mặc nam đi. Nam nữ bận được nha mấy chị ơi. Lấy giúp em mã 24 và 195kg. Size L 65kg mặc được luôn á. Quần ok nè. Chốt cho chị Bích Hằng Trần. 24 chị Bích Hằng Trần. Rồi lên 25 luôn mọi người. Ai coi like mọi người chia sẻ like giùm em nha. Rồi em lên mấy quần rồi em chia sẻ luôn. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em, tương tác giúp em nha mấy chị nha. Em lên trên mã mới à. Mã này em có ít, em anh tặng mấy chị lấy tương tác. Mã này hàng Quảng Châu nha mấy chị nha, quá đẹp luôn à. Cái kéo đi. Ai coi like mọi người chia sẻ like giùm em nha mọi người. Rồi lên cho em mã này luôn. Rồi lên cho em mã này nha các chị. Ôi xinh ghê luôn á. Lên màu này trước đi. Lên màu này trước đi. Hàng Hoàng Châu nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn à. Mấy chị nhìn hàng nè, hàng Quảng Châu luôn. Đẹp cực kỳ. Hàng Hồng Kông. Cái màu này đẹp nè. Ai lấy nè. Comment giùm em nè, hàng này đẹp nè. Đây. Xinh lắm luôn các chị, cái quần nè, nó là một set. Vải mặt đẹp lắm. Còn quần nam đen 75kg không, để em kiếm nha. Để em kiếm nha mọi người. Thằng này khoảng từ cho em, khoảng thằng này tầm cho em là 45 cho tới 58kg đổ về các chị mặc được. Nguyên một set luôn. Đẹp lắm à. Vải nè, có túi luôn. Set này lấy sỉ thôi, ít nhất cũng phải là 200, 220 rồi. Đây nguyên set luôn của Hồng Kông. Em chào chị Hà Nguyễn. 45 cho tới 57, 58kg mình mặc được. Ai lấy set này comment mã mấy? Lấy giúp em mã 25 nha mấy chị nha. M25 em anh tặng các chị nguyên cả bộ luôn, 160.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Tặng câu like 160k lên em mã 25 nha. 25 nha. Mã này vải đẹp cực kỳ luôn, hàng của Hồng Kông xịn luôn. Em về hàng mẫu nên em sẽ bán cái giá mẫu luôn, chứ không phải em bán giá lời. Vài bữa nữa em về luôn. Đây các chị, vải đẹp cực kỳ, 25 bộ này mà chê là thôi luôn. Em có duy nhất 3 bộ nha mấy chị ơi. Bộ này 25 à. Mấy chị mặc bộ này nha, mấy chị phối, mấy chị đi biển nè, hoặc mấy chị ở trong đây mấy chị mặc đều được luôn, dễ thương lắm. 25 Bích Tuyền Phan 1 nè. Bích Hằng Trần là 2 nè. Ai coi like mọi người chia sẻ nha. 25 còn được một bộ. 45kg cho tới 57-58kg. Có quần dài cho nam không em? Có, nãy giờ em lên nhiều mẫu lắm mấy chị. Ai lấy mọi người comment nha.
nè, quần dễ thương lắm, dễ thương lắm luôn á, thấy ghét cực kỳ luôn. Mã này mặc xinh lắm mấy chị, 25 hot girl, hot girl, người mẫu giờ người ta toàn mặc mấy mẫu này. 45 cho tới 57, 58 kg đổ về. Mã này cho em là 160.000 nha. Banh có được mấy bộ. Quần thì coi dạng thoải mái luôn, mấy chị mặc đều đẹp hết. Ai lấy M25 mọi người cò bon giùm em. Rồi qua. Rồi bây giờ lên tiếp cho em mã mới nha mọi người. Em có mã là cốt. Mã 25 em chứ chị Mai Liên à. Mai Liên cho 25 cho Mai Liên nè, M. 1M. Lấy cái bao ghi chuẩn bị đọc được không? Dạ em lên tiếp mã mới cho mấy chị luôn nha, chia sẻ like giúp em ạ. XL được 2 cái. Rồi lên cho em mã này luôn, đẹp cực kỳ luôn mọi người. Bây giờ em lên mã này cho em quần nam trước. Minh Anh ơi cho chị liên hệ với bé chốt đơn nha, chị điện thoại hoài không được. Ok chị Nguyễn Cẩm Nhung, gọi trực tiếp cho chị Nguyễn Cẩm Nhung luôn. Nhung Nguyễn chốt đơn. Dạ em lên tiếp mã mới nha mấy chị nha, có size à. Mã này cho em anh mã 26. Bây giờ em sẽ like size 2X trước, có chị comment đi cho nó đỡ rắc rối. 2X cho bé anh. Có 2 cái nha mấy chị nha, size 2X à. 75, 80 kg đổ về mặt được, dành cho nam. 2 cái duy nhất, M hai mấy. Dạ, lấy giúp em mã M26 à. 199.000 một cái la cốt. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 26 à, 199.000 có size 2X à. Cái la cốt này mà đẹp không đẹp trả lại tiền. Tại vì hàng của nó là nó sẽ thắt dây bên trong. Mấy chị về mấy chị banh ra đó, xong mấy chị mặc. Dành cho nam, nam 75kg đổ về mặt ok luôn, 75-78kg mặc được. Mấy chị nha, em rất là thoải mái. Hèn co giãn nhiều của Lacoste xịn luôn. Ai lấy comment giùm em mã số mấy? Lên giúp em mã 26 à, 199k nha mấy chị. Ê nha. Em đang cầm là cái size L, hèn chi, từ từ. Cái đó là size gì vậy, nhìn lại đi. 2X. Đây 2X đây, hàng 2X đây. Nam 2X đây. Hàng chi thấy nó nhỏ má ơi. 2X đây nè, trời ơi. Nguyễn comment size giúp em à. 26 nha, kèm size nha nam, chắc chỉ mua cho chồng chị đó. Comment giùm em là 2X đi chị Hà Nguyễn. Dạ. Trời ơi má ơi đây nè, hàng 2X đây nè. Em chơi chị Mai Liên mã 26 2X chị Hà Nguyễn. Rồi hai cái hot, rồi lên cho em tiếp tục cho em. Em còn được 2M. 2X bé anh hết rồi chị Bích Hằng Trần. Em còn XL 2 cái nè. Bé anh còn được. Ui 2X bự quá, lấy xuống XL đi. Biết sao không phải không? Em kéo ra cho mọi người coi cái size của nó. Vì hàng nó có độ co giãn tuyệt vời như vậy. Còn nam mà mặc như vậy, chứ nam mặc nhỏ quá nó ngắn sao chế. Em mặc nói chung em tư vấn đúng size cho mọi người cho nó chuẩn luôn á. M26. Ok chị Huy XL lấy 2X vậy, 2X chốt cho chị Bích Hằng Tròn. Yeah, okay. XL lấy cho chị Mai Liên. Ok. XL lấy cho Mai Liên, vậy là em tưởng chị mua cho chồng chị mặc, vậy là chị lấy cho chị đúng không? Rồi XL cho Mai Liên nè. M26 bé anh có size M 2 cái, L được 1 cái và XL em anh còn được 2 cái. À ai lấy các chị comment giùm em. Có size M luôn, ML luôn. ML XL đầy đủ size, ML XL đầy đủ size 199.000. Em chốt cho chị Mai Trần mã 26 M. Mai Trần M26M đây. Để giúp em mã 26 nha mấy chị ơi. M cho Mai Trần. Đẹp cực kỳ luôn, la cốt xịn mấy chị ơi. Đây. Đẹp ghê luôn á, 199.000. 68 kg cho nam chị Hà Nguyễn, 68 kg cho nam, thôi lấy 2X cũng được mà. Thôi lấy 1X đi. Hạ xuống 1X cho chị đi. Chắc cho mua cho chồng hay con gì đó. Vậy lấy cho chị 1X. Xả cái quần đó ra, thảy ra đây luôn. Ai coi like mọi người chia sẻ like. Dạ chị Vũ Vũ Tiết Nhi và mã 26 58 cần đi. Chi đâu để vậy thôi, gạch số 2 đi, thành là còn 1X là xong. Đúng rồi. Rồi M26 58kg lấy cho chế đẹp L. 58kg lấy cho chế đẹp L. Dạ lấy L, M gì mặc đều đẹp. Lấy cho chế size L mặc ok luôn, 58kg cho phụ vụ tiết nhiên. Quần lên khôn rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, mang rất là thoải mái. Bây giờ em còn được một size M và một size XL.
một size 2XL. Ai lấy mọi người comment 199.000 giùm bé anh nha mọi người nha. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, của hãng Lacoste lên một... xem mã 26 nha mấy chị. Còn được 1M và một size 2X thôi. 2X 75, 78 các chị đều có thể mặc được. Còn M là khoảng tầm cho em 45 cho tới 56, 57kg thôi. Là mặc nhất tới đó thôi. Để cho mấy chế nào mà nói chung là người mà tròn tròn á thì mặc lấy L là đẹp. Rồi qua luôn cho em mã mới. Rồi lên cho em mã tiếp theo nha. Mấy chị ơi, trên đây chia sẻ cho em mà lên tiếp mã mới à. Mã này em anh được 2 bộ, hàng của Hồng Kông. Đẹp cực kỳ luôn. Mã cho em. Chuyện 120kg có không chị? 120kg bé anh không có rồi. Rồi lên cho bé anh mã này nha. Rồi lên cho em luôn. Lên tiếp mã mới à, lên tiếp mã 27 à. 27, ai lấy 27 comment giùm em luôn. Em anh còn được mấy bộ nhờ, 27. Từ từ. 27 bé anh có được 2 bộ. Dạ, em cho chị Mai Trần mã 262XL. 262X chốt Mai Trần. 27 bên còn được 2 bộ, chị nào lấy comment luôn 160.000 một bộ. Màu quá đẹp luôn à, lên giúp em mã 27 nha mấy chị ơi, 160 màu xanh rất là dễ thương. 45 cho tới 57kg đổ về. Mặt đẹp cực kỳ luôn. Bông co dễ mà mang có khoảng 20 à? Hai mấy? 27. 27. 45 cho tới 57kg mấy chị mặc ok. 27. 26 còn không? Còn em M. 26 còn em M chốt chị Thoa Lương. Dạ, có rơm à. Bé anh hết nha chị Hà Nguyễn, 60 mấy ký là chị lấy L, mặc M không vừa. Rồi lên cho em mã mấy? Lấy em mã 27 nha mấy chị ơi, 160k. Mấy chị nghe em tôi vấn sai đi vì tùy mẫu. Mấy chị lấy theo ý mấy chị, mắc công không vừa đổi trả lại nữa, rất là khổ luôn. Mọi người nghe em tôi vấn sai lấy cho đúng nha. Ai lấy cơ bên mã này mã mấy quên rồi. Lấy em mã 27 nha mấy chị ơi, 160k. Màu xanh nha, xanh giống như là xanh chuối vậy đó mà, nhưng mà nó là xanh pastel. Mẫu này cũng dễ thương lắm nè, mẫu bi này mặc dễ thương lắm nè. Mang nó quá nổi luôn nha mấy chị ơi. Mẫu bi này là mặc trắng da luôn. Ai lấy mẫu bi này comment nha, 160 nha mọi người. Lấy em mã 27 nha mấy chị ơi, 160k. Y còn được một cái áo khoác. Mặc lên mã mới đi. Lấy em mã 28 à. 28 có được một cái áo khoác duy nhất luôn. Hồi nãy còn sót là mọi người. 299. Lấy em mã 28 nha mấy chị ơi, 299k. Màu đen rất là dễ phối đồ luôn nha. Còn được một cái duy nhất luôn, hồi nãy sót đơn, nãy em thấy mẫu này quá trời người comment luôn đó mà hồi nãy em không có nhớ á. Chị nào lấy cái chị comment nha, của Nai. Mã này đẹp nè. Áo khoác này là mặc nhẹ lắm. Đi trong đây đi chơi đều được luôn, mặc đi đâu cũng được hết. Mã mấy mã 28 em chốt chị Mai Liên. Mai Liên có nè. Rồi lên. 28 hết rồi mấy chị ơi. 28 hết. Em qua tiếp mã mới à. 29 còn được một. Quá đẹp luôn á, màu rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. Em hết rồi chị Huỳnh Xuân Thắm, chị Thanh Vũ. Lấy em mã 29 à. Sáng nay nhận 4 đơn bưu điện, chán luôn. Trời mấy ổng gom cho chị nhận lần á. Rồi mã này mã mấy? Lấy em mã 29 nha mấy chị ơi. 29. Ai lấy 29 comment giùm em 100. Ê lộn. 299k. 299, thằng này khoảng tầm cho em là 60kg, 62kg nha. Lấy em mã 29 nha mấy chị ơi, 299k. Đẹp cực kỳ luôn của Nai. Mẫu này dễ thương nè, mẫu này đẹp. Này mà mấy chị không lấy rồi rất là tiếc luôn. Mẫu này đẹp cực kỳ luôn. Đấy giờ em có hai cái hông nha, chứ mọi người mà gọi mấy chị mặc đẹp. 29 cho chị Bích Hằng Trần. Dạ, rồi hết. Rồi lên cho em mã mới nha mọi người. Em lên tiếp à. Lên tiếp cho em mấy cái quần tập dành cho nam nha, với em xen kẽ mấy cái đầm cao cấp phụ nữ luôn. 29 em hết rồi chị Hà Nguyễn ơi. Đây. Đưa lại cái đó size nhỏ đi, có size nhỏ. Không từ từ nghe đi. Rồi lên cho em mã này đi. Đưa cái size lên đi. Mã này cho em mã 30. 29 có size nam không? Dạ không. Mã 30 thì có size nam. Ai lấy comment mã 30? Mã 30 60 ai lấy comment mã 30 giùm em. Em một. Có size XL với size L nha mấy chị nha. 299.000 mã số 30. Quá rẻ luôn à. Lấy nó cũng em mã 30 à. Nó cũng tựa giống vậy á. 299k nha mấy chị ơi, mà mày rất là sale luôn nha. Đẹp lắm nha. Mã này mặc cực kỳ đẹp luôn. M 30. Ai lấy M 30 comment nha, 299 nha mọi người. M 30 size L và size L nha mấy chị nha, không có thùng hợp bên anh chị Phương Thảo. L là 65kg đổ về, còn 1X là 70kg đổ về, các chị mặc ok. Áo thun để từ từ để em kiếm nha. Ai lấy cái mã 30 nha mấy chị ơi, có size L và size XL. Mã này ạ, Nai nha mọi người nha, Nai nha, màu xanh kết hợp với lại là màu
màu xanh xanh đen ở dưới cái chân. Đây ai lấy M30 tới chị cầu mình. Rất là sáng da luôn nha mấy chị nha. Rồi qua mẫu luôn. Rồi lên giùm em luôn. Đây còn được mấy cái rồi. Rồi lên giùm em mã này lại nè. Mã này hồi nãy em tặng đậu lai nè. Mã này đẹp lắm luôn á chị Hà Nguyễn. Chị nào mới vô á, hàng này hàng cao cấp, tại đầu lai em xả xu em tặng lấy hơn. Mã này em bán là phải 250. Chị nào lấy cái chị comment luôn 150.000 rẻ bèo như cho luôn. Mã số mấy? Lấy bên mã 2 giùm mấy chị nha. Mờ số 2 giùm bé anh luôn 150.000. Quá đẹp luôn nha mấy chị. Mẫu này là của Hồng Kông. Các chị nhìn nha. Các chị phải nhìn ở bên ngoài, em nó thật rất đẹp luôn, 250 một cái của em. Mà em tặng á chị lấy câu like đầu like đó. Lấy giúp em mã 2 nha mấy chị ơi, 150 áo này mà chị không lấy rất là tiếc luôn nha mấy chị nha, hàng Quảng Châu à. Trời ơi. Bốn nhìn ở ngoài mới đẹp. Cái này phải nhìn ở ngoài mới thấy cái vải của nó đẹp cực kỳ. Hàng này mà treo shop em nói bán đắt cực kỳ luôn. 45 cho tới 57 58 kg mấy chị mặc được. Thằng này nè mặc êm lắm mà sang cực kỳ luôn. Em nói thiệt, em mà vừa là em lấy rồi đó. Đi vải chơi đẹp. Đi tiền, mang trong phòng gì cũng được nha. Hello chị Hiệp Phan, các chị nhìn nè. Các chị phải nhìn bên ngoài của nó. Đây. Dễ thương lắm. Ra ngoài là tầm 200 mấy, 300 ngàn không nha mấy chịu nha. Cái hai cái tay của nó rủ nè, không thấy mập luôn. Mặc lên rất là dễ thương. Ai lấy comment mà mấy. Lấy mã 2 nha mấy chịu ơi, 150 à. M2 150. Quá đẹp. Chào mọi người, ai coi like các chị vô like, các chị chia sẻ like giùm em nha. Em đang tiếp mã mới nha mấy chị em nha. Rồi lên cho em size này là size 4X nè. 85kg. 4X 85kg các chị đổ về mặc được. Ai 30 em chốt chị Phượng Nguyễn à. 30 là 150 chốt chị Phượng Nguyễn. Đây lên cho em. Mã này cho em là size 4X là 85-90kg các chị về. Các chị mặc vừa. Áo khoác màu với anh không có. Nãy em có con cái à. Ai lấy các chị comment giùm em 150.000. Dạ lấy em mã 31 nha mấy chị ơi. Đây mọi người 150k 85, 85, 90kg ok luôn. Hàng này có độ co giãn nhiều. 85kg ok mặc thoải mái luôn. Nha mấy chị ơi, lên giúp em mã 31 và 150 nha. Chị nào mà mua cho chồng mặc đó là ok luôn á. Mã này là siêu đẹp luôn. Mã này dễ thương nè. Ai mà lấy cái chị comment nha. Cái màu của nó đẹp, dễ mặc đồ. Mặc đồ gì cũng được hết. Trắng đen gì mặc cũng ok luôn. Cái quần này là quần Adidas. Ai lấy mọi người comment giùm em nha. Mã số mấy? Lấy giúp em mã 31 nha mấy chị ơi, 131. Màu này là cho em là màu xám, xám khói nha. Kiểu xám đen á, dễ thương lắm. Rồi qua luôn. Màu xanh nãy á em còn. Màu xanh nãy với anh còn, chị Hiệp Phan. Hiệp Phan lấy đi, mã này là lên mã mấy đi? Mã 31 em chấp chị Hà Nguyễn à. 31 Hà Nguyễn. Cái mã này nè chị Hiệp Phan. Lấy giúp em mã 31 hết nha chị Tú Huệ. Rồi 32 chị. 32 là cái áo bé anh đang cầm trên tay. Em anh có size L là 65kg. Và size 1X là 75kg. Chị nào vừa lấy nha 299. Mẫu này đẹp. Lấy giúp em mã 32 nha mấy chị ơi, 299k. Em có size L và size XL nha mấy chị ơi. Lên phương rất là đẹp. Size L là 65kg đổ về. Còn size 1X là 75kg đổ về. Là cái chị mặc được. Mã này mặc dễ thương. Màu xanh đó chị Hiệp Phan, mã này mặc đẹp nè. Lên rất là sáng da luôn nha mấy chị ơi. Rất rồi là qua mã luôn. Rồi lên cho em mã mới. Chốt cho chị không cần điện thoại nha em, chị Phượng Nguyễn. Ok chị Phượng luôn. Em đi tiếp mã mới nha mấy chị ơi, mã 33. 33 em có được một cái size L nè. L, mã 32 chị Hiệp Phan. Rồi lên cho em mã này mọi người. Một cái duy nhất size L 45 cho mã này khoảng tầm cho em là mã này 63kg. 62, 63kg mấy chị mặc được một cái Adidas. Lấy em mã 33 nha mấy chị ơi nha. 199. 199k quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Lên phương rất là đẹp luôn à. Lên giúp em mã 33 nha mấy chị ơi nha. Adidas này đẹp lắm nè. Lấy đi cái sọc của nó mặc đồ rất là sang luôn. Rất là dễ phối luôn nha mấy chị ơi nha. Quần sọc chứ. Quần sọt là em cũng biết diễn tả chất sao, chất thun nè, có cái chất linen nè, có những cái chất đủ thấu chất luôn. Em cũng không biết tư vấn làm sao luôn á, mình nhìn chất mình nhìn giùm em nha, tại vì em đưa cận chất cho mọi người nhìn luôn rồi đó. Để giúp em mã 33 nha mấy chị nha. 199k. 32L chốt cho chị gì? Đọc tên. Còn XL gì? 32L là mã nào? Dạ em hết, em còn XL chị Mai Liên. Đưa cái XL tôi mặc coi vừa không? Đây đưa XL mặc đi. XL với XL tụi tụi nhau á chị. Nó nhích lên có một xíu rồi. Chị ok thì chị lấy nha. Rồi đây em mặc lên cho coi luôn. Áo khoác này mang má
đó. Cỡ với anh là mặc ok. Chị Vũ Vũ Tiết Nhi, đợi với anh like xong em anh kiểm tra đơn cho chị Vũ Vũ Tiết Nhi nha. Đọc tin nhắn của khách thấy chưa? Không hiểu sao luôn, cho giải quyết mấy cái này rồi đó. Rồi lên cho em mã máy à. Lấy giúp em mã 34 nha mấy chị, 33 nha mấy chị nha. M33. Size này em đang mặc ở trên người em là size 1X. À, M33 size em, chị lấy cái quần dài Adidas á là sao không hiểu? Quần là dài 32. Adidas là mã 33 nha chị nha. 33 là mã quần dài Adidas. Đây chị comment giùm em đúng cú pháp đi chứ yêu. 33 ghi giùm em là 33. 32 là áo khoác, 33 là quần dài. 33L là quần dài. Có sọc trắng không Phạm Chí Thành? Dạ em không có sọc trắng, em chỉ có sọc tối màu thôi. Đây chị lấy áo khoác em mới đưa lên đó bên anh nhé, size M65kg á em. Cái mẫu đó 65kg mặc được luôn á em 65kg nè, bé anh mặc được luôn. Chốt với chị Phượng Nguyễn cái áo khoác đó đi, 65kg mặc được á. Ok chị, 33L chốt chị Mai Liên cái này nè. Rồi lên cho em mã nha. Quần em không có quần trắng đâu chị hay anh gì đó Phạm Chí Thành ơi, em chỉ có màu tối thôi. Rồi cái quần này em đang cầm trên tay là size 3X nè. Lấy em mã 34 nha mấy chịu nha. 3X khoảng 78kg đổ về á, 75-78kg là mặc được á. 3X màu này màu xanh đậm đẹp nè. Quá đẹp luôn á mấy chị ơi, lấy em mã 34 à. 34 150. Quá rẻ luôn nha mấy chịu ơi, lấy em mã 34 là 150 nha mấy chị. 34 150. 34 150k. Mẫu này đẹp cực kỳ. Rất là thoải mái luôn nha mấy chịu ơi, rất là dễ mang luôn à. Đây 34 150. Cái quần này nó là màu xanh lá rêu á, xanh lá mạ, màu này đẹp nè. Xanh ghê quá mấy chị ơi. Màu này mặc lên rất là sang luôn. Nam là 75-78kg. 80kg mặc cũng được luôn á. Lấy em mã 34 nha mấy chị ơi, 150 thôi à. Cái này là thương hiệu Adidas Neo. Ai lấy mọi người comment nha, 150 nha mọi người ơi. Rồi em lên tiếp mã mới đi mấy chị. Dạ. 34 chốt cho chị Bích Hằng Trần à. 34 chốt Bích Bích Hằng Trần nè rồi. Mã 35 nha mấy chị nha. 35 là size M, Cambodia luôn, xịn luôn. Lấy em mã 35 nha mấy chị nha. 199k. Quá rẻ luôn nha mấy chị nha. 35. Ai lấy 35 các chị comment giùm em size quần này là size M. Quần này cho bé anh là size M, quần này cho bé anh là khoảng 57kg, 58kg mặc được luôn. Ai lấy M35 một cái duy nhất 199 ngàn. Quá rẻ luôn à, lấy giúp em mã 35 nha mấy chị ơi, 199k, ra ngoài là không có giá này đâu cho đẹp, mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Em đây. Còn một cái duy nhất à. Mẫu này nha mọi người, cái sọc này nó khác, mẫu này sọc nó khác. Lấy giúp em mã 35 nha mấy chị ơi, 199k. Nói chung á, hàng á cũng có, không có ít, không có nhiều đơn, cũng ít đơn à. Đóng là phải cẩn thận kỹ càng cho khách. Khách hàng người ta mua mình phải cẩn thận kỹ càng. Một hai lần không sao, nhưng mà nhiều lần người ta cũng khó chịu chứ mất khách làm sao. Bán hàng mình làm ăn, mình làm kinh doanh thì mình phải chấp nhận thôi. Sai thì mình chịu, xin lỗi khách. Chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo cho em mã máy. Lấy em mã 35 nha mấy chịu ơi, xem mờ 199k nha mấy chịu nha. 199k. Ai lấy comment size M cỡ 57-58kg. Em còn một cái. Hôm nay em nói thiệt với mấy chị luôn là em điên máu cực kỳ. Từ sáng tới giờ luôn, mấy chuyện. Tối nay em vừa xả xui hết. Trời ơi, gì đâu mà khách hàng, nhân viên hôm nay đủ thứ luôn. Trong đầu cũng điên luôn rồi đó. Mấy chị ơi, xem like, chia sẻ, comment nha mấy chị nha. Em đưa tiếng hàng cho mấy chị à. Bán hàng vui vẻ thì người ta còn muốn mua, chứ bán hàng bực mình sao mà người ta muốn mua. Rồi lên cho em mã mới đi mấy chị. Dạ, em lấy tiếp mã 36 cho mấy chị nha. Đây 36. Nó là cái áo như bé anh đang cầm trên tay. Ê mẫu này đẹp lắm mấy chị. Có quá một cái đẹp. Duy nhất. Cái áo này ai lấy lẹ đi mới hết nha. Một cái duy nhất nha. Một cái nha. Luôn á. Xinh lắm luôn. Áo này mấy chị có thể mặc phối với quần gì cũng được luôn nè. Cái này mình mặc mình đi đâu chơi cũng được mà mặc gọn lắm. Đẹp quá không? Lấy em mã 36 nha mấy chị ơi, màu xanh đen nha mấy chị ơi, rất là dễ phối đồ luôn. 45 cho tới 60kg vừa. Ai lấy áo này comment cho bé anh nha. Tặng mọi người luôn 150. Quá rẻ luôn à. Lấy em mã 36
gửi à, mang nó không có nóng nha mấy chị ơi. Hàng này là hàng xuất luôn á. 361550 chốt chị Bích Hằng Trần. Em lấy tiếp mã mới cho mấy chị nha. Rồi lên cho em tiếp luôn. Mấy chị xem like chia sẻ like với em nha mấy chị ơi. Em có hai cái ba lô này đẹp lắm đó mọi người. Em có hai ba lô của Nike. Em có được hai cái ba lô của Nike. Ba lô xịn luôn á. Ở ngoài đang bán cái này giá rất là cao. Mở một cái. Ở ngoài đang bán cái giá rất là cao. Dạ đúng rồi, em có túi bao tử em tính lên đó chị Nguyễn Nhung. Chị Nguyễn Nhung để ý kỹ ghê luôn á. Rồi bây giờ em lên mọi người cái này. Đây. Ba lô xịn nha. Hôm nay em cũng nha. Xin lỗi những chị coi like luôn. Hôm nay em đang rất là khó chịu người vì hôm nay đủ thứ trong đầu. Em rất là điên máu luôn á. Nên là em like em có hơi hơi bực mình, hơi nóng tính xíu mấy chị thông cảm. Nhưng mà em thì em không có để bụng cái gì hết á. Nhưng mà em bực hết hôm nay thôi, ngày mai em bình thường. Nên mọi người coi like mọi người cũng hỷ xả bỏ qua cho những lúc em đang khó chịu nha mọi người nha. Rồi lên cho em mã này nha mọi người. Ôi nay nice xịn luôn. Cái này mấy chị mua ngoài phải là 1 triệu mấy một cái. Dạ. Chị Phan biết làm sao hôm nay em quạo không? 8 giờ rưỡi chị vô coi like của em tối nay đi rồi chị biết. Em điên máu lắm á. 8 giờ rưỡi tối nay mọi người vô coi like của em. Rồi mấy chị biết tại sao em bực từ sáng tới giờ luôn. Chào chị Bùi Dương nha. Em chào chị Bùi Dương. Bực nguyên cả ngày không làm được cái gì. Tại vì cái tính của em là rất là, nói chung là rất là nóng. Em mà đang bực cái gì là em không có làm được cái gì luôn á. Em phải xả xong rồi em mới bắt đầu thoải mái được á. Thiệt. Tính của em nói chung là em dạo này là em nói thiệt cũng nhiều cái vì đang bệnh mệt đó nên là hơi bị nóng tính luôn. Rồi cái ba lô này đẹp thật sự luôn nha. Đẹp lắm nha mọi người ơi. Em lên tiếp mã 37 cho mấy chị nha. Ba lô này chị nào lấy comment lẹ nha, không mới hết nha. Em có được hai cái rồi đó. Ở ngoài mấy chị coi like mấy chị biết rồi. Mắc lắm, tiền triệu không à. Ai cũng có lúc điên điên khùng khùng đúng không chị Bùi Dương? Ai lấy comment em anh tặng nguyên cái ba lô của Nike 350 ngàn. Đi wow. Đâu mua được 350 em trả lại tiền. Quá rẻ luôn nha. Chuẩn xịn, mát, cốt, đầy đủ hàng Âu luôn. Ai lấy comment giùm em 350. Lấy em mã 37 nha mấy chị ơi. 350 là quá rẻ luôn nha mấy ở chị. Ở ngoài ơi. Bán cái này mắc cực kỳ luôn. Rồi cười một cái cho đẹp gái đi. Rồi em cười liền. Trời ơi chán ghê luôn. Đừng rất là nhiều đồ luôn nha mấy chị nha. Ba lô này không đẹp trả lại tiền luôn. Lấy giúp em mã 37 à, 350 nha mấy chị ơi. Cái này mình đựng được cái gì cũng đựng được hết, rất là bự, nhiều lắm. Nhiều cực kỳ và đặc biệt nữa. Các chị bên trong mấy chị có thể được đựng được một cái laptop luôn. Ai đi làm hoặc đi công tác hoặc là mấy chị đi du lịch đồ á. Các chị có thể bỏ được. Ở trên đây da xịn luôn nè, xài đã, cầm láng, láng ngon luôn. Nha mấy chị ơi, chị em giá 350 ngàn đó mọi người, tin không? Nhiều khi nói không ai tin. Đó thiệt sự luôn, rất rẻ. Vui lên là bán hát đèn nè. Dạ ok chị, em nói thiệt. Tính của em bực mình là em bực à. Chứ em không có, tính của em không có giả tạo được luôn á. Em thề luôn á. Em vui là em vui, em bực là em bực rồi. Chứ em không có thể nào giấu được cái trạng thái cảm xúc của mình luôn. Em rất là dở ở chỗ đó. Dạ. Lấy em mã 37 nha mấy chị ơi, 350 à. Người ta giống như người ta bật á, người ta nén được, em bật là em phải sổ ra luôn á. Tính của em nó vậy đó mấy chị, nó giống như đàn ông vậy á. Ai coi like thông cảm. M37. M37 là cái ba lô phải không? Dạ đúng rồi. M37 có được hai cái. Thanh Vũ à. Ba lô đẹp cực kỳ. Em nhớ là chị Bích Hằng Trần à, hết luôn. Đẹp lắm, 350 á mấy chị. Hai cái. Em lên tiếp mã mới nha mấy chị. Lời mọi người 20 ngàn luôn á. Rồi. Lên cho em đi, tiếp tục lên cho mấy anh nha mọi người nha. Ơi có cái quần nai này đẹp mấy chị, quần nai. Mã số 38. Dạ, lấy em mã 38 nha mấy chị ơi, của hãng nai à. Size này, cái nai này đẹp nè, 1X nè. Cái này chị nào không lấy là em cho Hưng mặc luôn á. Ơi cái này đẹp đúng không? Đẹp quá à. Không lấy là hơi bị xíu con ta mấy chị ơi, Phong. Có nên không vậy? Thôi để cho Hưng mặc. Cái này không mặc được. Cái này không mặc vừa. Này có nên bán không hay để hơn mặt luôn? Trời cái gì cũng đẹp trời. Trời ơi bán đi chị ơi. Mã này cho em là size 2X đi mấy chị. 2X nha mọi người nha. Lấy em mã 38 nha mấy chị nha. 38 2X là khoảng tầm cho mấy anh là 72 75 kg vừa đó. Ai lấy mã này comment giùm em luôn, 150 luôn. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, màu xám rất là đẹp luôn à. Lấy trời em mã 38 nha. Nay này chị nào không lấy là em chốt luôn á, thiệt. Tại vì em nói thiệt, hàng em về là em chưa có thời gian em mở ra em coi cái nào em thích em lấy luôn. Chị Phương Phạm à. Em chưa mở ra em coi được nào em thích em lấy luôn.
la em thấy nào đẹp đẹp mà em yêu em thấy á, giờ ra ngoài múa diễm mắt. Từ lúc mình bán hàng xong đi ra ngoài múa diễm thấy mắt luôn, đôi mắt còn giận nha, cười lên nào. Trời ơi, em đi test mã 39 nha mấy chị nha. 39 nè, trời ơi dễ thương mấy chị. 39 luôn, thằng này cho em cũng 72kg luôn. Quá đẹp. Size này là size 1X, 65 cho tới 72kg đổ về của Nai luôn. Chị nào lấy 150 luôn nè. Lấy em mã 39 nha mấy chị ơi, 150 là duy nhất một cái thôi nha mấy chị. 38 nha. Con chị mặc được nhưng mà hot rồi, chốt 39 đi. 39 150 nè. Quá rẻ luôn, cái màu quá đẹp luôn nha. Em chốt với chị bích hàng trần à. 39 nè, bích hàng trần luôn. Em lên tiếp mã 40 nha chị nha. 40 nè. Từ từ, lâu lâu rẻ tranh thủ hốt mấy chị. 40, size này size số 6. Trời to luôn á. Size này nè, ông lát chị ghé shop lấy được không Minh Anh? Shop em bây giờ là ở 53 Lưu Hữu Khánh quận 1 á. Chị Phương Phạm biết địa chỉ shop mới em chưa? Lát ghé được nha, để cái bao ra của Phương Phạm mấy khách ghé shop á. Rồi lên cho em có size 85-90 không đây. Chị Hiệp Trần? Đây, đây 90kg, 92kg mặc được luôn nè. Mã này cho em mã số 40. 40 nha chị nha. 150 luôn. Quá rẻ luôn à. Lấy giúp em mã 40 nha mấy chị ơi. 85-90kg 10 của nha. Này nha, 150 à. Thường thường là mấy cái size to là nó sẽ mắc hơn trên nhau 20-30 ngàn á. Nhưng mà thôi em bán cho mấy chị dễ biết cho dễ mua. Dương mã 40. Ủa bà chế có lộn không? 90kg. Cái này 85-90kg nha chị Bùi Dương. Con trai chị làm gì tới. Ok chị Phương Phạm, em để riêng rồi. Để riêng chưa? Rồi em để rồi. Em để riêng rồi. Có gì lát chị ghé shop lấy giùm em nha. Nãy giờ nhảy ra nhảy vô có công việc, đang làm công ty cũng bon chen coi mà rình. Em cảm ơn chị Thùy Châu Ngon. 39 em hết rồi chị ơi. Chị Bồ Dương chốt mã 40. 40 nha. Ok rồi, lấy 40. 40 hết luôn rồi nha chị em nha. 150. Lên chiếc mã mới. Ai đặt hàng là. Rồi lên cho em 41. Màu quá đẹp luôn á mấy chị. 41 ơi. Size này cho em là size 4X. Size này là cho em là 43X, 4X, 85kg á, 85kg vừa á, 150. Lấy mã 41 nha mấy chị ơi, 150 à, quá 41, đẹp luôn à. 41, 150, 41, 150. Size này cho em 85kg đổ về mặt được. 41, 150, 85kg đổ về mặt ok. Mà quá đẹp luôn nha mấy chị ơi, chỉ có giá 150 à, ra ngoài không có giá tình. Này đâu nha mấy chị nha. Hàng coi dễ nhiều luôn, thả hồ mấy chị mặc. Chồng mấy chị em mã 41 nha mấy chị ơi, 150 à. Em chứ chị Tú Huệ à. 41 Tú Huệ. Rồi lên 42 nè. Cái này mỗi thứ con cãi em mấy chị ơi. 41 hết rồi chị ơi. 41 em hết. Trời vô dự 42. Chị Trần Vy à. Không có đâu chị Trần Vy ơi, không phải em tớ xong đâu. Mà cái này là từ hồi lúc dịch rồi. Dịch là em lên 7-8kg luôn, lên gần cả chục ký đó chị Trần Vy, nên là giờ nhìn như con heo. Em đang giảm cân nè. Em lên tiếp mã 43 nha mấy chị nha. Dai gặp cũng không có bầu hả? Không có đâu, trời ơi, chồng chưa có nó chi bầu bì mấy chị ơi. Size này là size 1X. Ai lấy comment giùm em, 1X là khoảng tầm 65 cho tới 70kg nha. 70kg, mẫu này 70kg. Của Buma 150 luôn. Lấy em mã 43 nha mấy chị ơi, 150 à. 43, 150, 43. Quá đẹp luôn nha mấy chị ơi, Buma 65 cho tới còn cái nào size lớn không? Mình vô hết rồi, chết chung đi vỏ thôi. Tại vì nãy giờ khách lấy hết trơn rồi nè. Lấy 43. Em mã 43 nha mấy chị ơi, 150 à. 43 nha chị Bích Hằng Trần ơi. 43, 43 65 cho tới 70, 72 được luôn. Em chết với chị Bích Hằng Trần. 43, Bích Hằng Trần, 150 nè. Rồi lỡ like từ từ có mấy cái túi bao tử luôn cũng đẹp lắm. 44 nè mấy chị. 44 này là size XL của Adidas. 44 XL của Adidas. Ai lấy comment giùm mấy anh luôn. 150 ngàn luôn. Lấy giúp em mã 44 nha mấy chị ơi, 150 là quá đẹp luôn nha. 44 cái size này 75kg được. 44 cái form này 75kg mặc vừa. 44 75kg mặc được luôn. Có dây thâu ở bên trong. Chị mới vừa nhận kẹo C với sữa tắm và quần sọt nam nha. Rất cảm ơn bé đẹp nhiều nhiều. Ok chị. Ai lấy 40 à. 44. 150 nha mấy chị ơi. Màu xám tiêu. Màu này mặc đẹp nè, mặc phối áo trắng áo đen đều được. Thằng này cho em là 75kg đổ về mặc ok luôn. 65 cho tới 75kg. Chị Bích Hằng Trần à. 44 chị Bích Hằng Trần nè, 45 luôn mọi người. Màu xanh nha mấy chị. Có ơi. Mấy cái quần để em tranh thủ em lên, rồi em lên mã khác cho mấy chị. Size này size 2X. Size 2X 75, 77, 78kg được luôn.
chị con chị bao nhiêu ký, comment số ký đi em lựa chị cái. Ai lấy comment 45 nha mấy chị ơi. 45 150 luôn, 45 150. Ai lấy 45 comment nha, 150.000. Mấy chị ơi mang rất là dễ phối đồ luôn nha mấy chị nha. 45 150 nha mọi người, 45 150. Size 2X nha mấy chị ơi, còn mình size với bè. Size 2X, thằng này là 75 77 ký đủ về mặc được luôn. Dạ, em cho chị Phạm Chí Thành à. Phạm Chí Thành 45 để lại giùm bé anh số điện thoại. Ai đặt hàng phải có số điện thoại nha. Phạm Chí Thành này có đơn. Rồi lên cho em mã mới nha. Em lên tiếp mã mới cho mấy chị nha. Quần này cho em là size L nhưng mà form cũng rộng lắm á. Tùy hãng. Nike, Adidas form to mà. Hàng này là khoảng tầm 72 kg được á. Size L là 65 cho tới 72 kg. Ai lấy mã này comment 46 nha, 150 luôn. Lấy ba mã 46 nha mấy chị ơi, 150 à, màu xanh ghiêu nha mấy chị nha. 46150. 46150 150k, chế nào lấy comment nha. 46. Lấy ba mã 46 nha mấy chị ơi, 150 là quá đẹp luôn nha. 65 cho tới 70 kg, 72 kg. Em chơi chị Bích Thằng Trần. 46 Bích Thằng Trần nè. Rồi lên. Luôn nha mấy chị nha. Hot 46 chị Nam Hà. Rồi cho em lên size này là 4X nè. 4X là 85 kg á, 85 kg đổ về nha, 150 luôn. Một cái duy nhất. Lấy ba mã 47 nha mấy chị ơi. 47. 47 150k. 4X nha mấy chị nha. 4X giùm em, 47 150k. Size cho em là size 4X nha mọi người. Quá đẹp luôn nha mấy chị. Ai lấy mọi người comment giùm em mã số 4 mấy? 47 à, 150 nha mấy chị. 150.000 đồng, xinh lắm luôn của Nam. Một cái thôi nha mấy chị ơi. Em chốt với chị Tú Huệ à. 47 Tú Huệ. Rồi, em hết rồi mấy chị ơi. Còn được hai cái quần nè, để em lên lẹ luôn, để em qua mã nè mấy chị ơi. Size này size L. L này là khoảng tầm cho em là 65 cho tới 70. 47 em hết rồi chị Nam Hà ơi. 47 em hết chị Nam Hà nha. Đừng comment nữa giùm bé anh luôn. Đừng comment nữa, cho hết comment của bé anh. 47 em hết chị Nam Hà, đừng comment nữa ạ. Rồi lên 48. 48 nha mấy chị ơi, 150 à. Size này là cho em size L. Ai lấy 48L comment giùm em 48 size L nha mọi người. Nghe rõ giùm em số size. 45 cho tới size này khoảng tầm 70kg quay đầu thôi. Dạ, em cho chị Nam Hà 48 Nam Hà. Rồi lên cho em 49. 49 nha mấy chị ơi. Size này là size số 6. 49 size này là size số 6. Size số 6 này là khoảng tầm cho em là 90kg đổ về mặt được luôn. 85-90kg luôn. Size số 6. 6X á. Ai lấy comment mã 49. 49 nha mấy chị ơi, 150 là size to nha mấy chị ơi. 49-150. 49-150. Duy nhất một cái thôi hết rồi. 49-150. Size này là 6 á, size số 6 á, của nước ngoài á là khoảng. Em chốt nha chị Bùi Dương à. Rồi qua luôn giùm bé anh. Hết. Là túi ba tận. Rồi được cái quần luôn nè. Ê đây. Rồi lên cho em mã này nha. Ôi có được mấy cái túi dữ luôn á mọi người ơi. Túi ba tử nha mấy chị nha, quá đẹp luôn ạ. Túi này xinh cực kỳ luôn. Cái này nó kiểu gì nè mọi người. 49 hết rồi chị Nam Hà ơi. Cái này mở dây thâu dây được không? Thâu hử. Nó là mấy cái túi bao tử á, chất da. Thằng này là thằng Adidas xịn luôn nè. Này đâu thâu được đâu chị. Được, thâu được hết. Thâu vô nó dài ra được mà. Nè, thâu cái dây vô nó dài ra. Đây mọi người, để em quay cho các chị coi. Em có được vài cái túi thôi của Adidas luôn, hàng xịn luôn á. Đây các chị, hôm nay toàn quần nam không ha, có áo thun nữ. Để lời giờ em lên, em kiếm mẫu nè, em lên nè. Đây các chị, mẫu này em có được vài mẫu thôi. Được không? Đây để em gài lên, để gài vô đi. Em gài vô mọi người coi. Thâu cho nó dài ra mà. Cái này đang thâu ngắn vô á. Kéo, nói chung mấy chị tự, mấy chị thâu cho nó dài ra nha. Được không? Nói chung là thôi, tự xử đi. Nay đang nóng trong người lắm, làm cái gì cũng được đó. Mở được không? Rồi thôi qua cho em mã mới nha mấy chị. Rồi lên cho em mã mới nha mọi người ơi. Lên tiếp mã mới cho mấy chị nha. Mã nó từ từ đi. Giờ em lên mã mới.
gần về rước con rồi, sao coi like mà chốt áo vừa lên nè. Đây 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 chị, chị. Đây có chị, hỏi xong cũng đi đi. Rồi bây giờ hỏi cho mấy chị ơi, lấy em mã 50 à. Mã 50 nha mọi người nha, mã 50, túi bao tử. Cái này mình thâu cho cái dây nó dài ra mình đeo như thế này nè. Em anh có được mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5. Em anh có được 5 cái, mã này mọi người lấy đi, mã này đẹp lắm luôn, chất da xịn luôn, da thật nha. Mấy chị về, mấy chị về, mấy chị để đồ đó chị, để đồ. Mạng đâu có bị sao đâu chị Nam Hà, do chị comment sau nên chị không chốt được thôi. Chứ mạng vẫn coi ok mà, em thấy người ta vẫn comment được. Cái này mấy chị về để đồ vô, đựng được rất là nhiều đồ luôn, bao tử. Ai lấy comment giùm em, chất này là chất da luôn nha, da xịn nha. Ai lấy comment giùm em hả mấy? Với em mã 50 nha mấy chị nha. M50 giùm em, 199.000 một cái túi bao tử. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, lấy em mã 50 à, 199k. Cái này nó có cái dây á, mình thâu ngắn dài được theo cái form người của mình luôn. Mình có thể, chị nào mà đi du lịch mình có thể kéo xuống, mình có thể gài ngay cái vùng bụng cũng được nè. Hoặc là mình chỉ để cái này luôn nè, dễ thương lắm. Em chỉ có duy nhất 5 cái. 5 cái à. Với cái này mà mấy shop bán hàng Việt Nam xuất khẩu á hả, hoặc là những cái hàng mà giống như là xuất dư á, nó bán cái này cũng phải mấy trăm ngàn, 300-400, không có giá 199 đâu. Em chấp một cái là chị Huỳnh Xuân Thắm à. Này rẻ lắm mọi người, bao tử. Ai lấy comment 199k nha mấy chị ơi, lên với em mã 50 rồi, chỉ còn duy nhất 4 cái thôi nha mấy của chị. Của Adidas, mẫu này dễ thương lắm. Ai lấy cái chị comment nha. Rất là dễ phối đồ luôn nha mấy chị ơi, đựng rất là nhiều đồ luôn à. Chất da xịn luôn. Cái này mấy chị mà mang một thời gian, ví dụ giống như nè, cái chữ Adidas mà nó có bị dơ hay gì đen á, mình lấy khăn lau mình lau lại, vệ sinh là nó sạch. Cái này mang đẹp lắm, dễ thương lắm. Mang mặc đầm, mặc quần jean gì cũng được nha. Lấy em mã 50 nha mấy chị ơi, 199k. Em chỉ còn 4 cái thôi cho chị Huỳnh nha. Em còn 4 cái, mấy chị tranh thủ chốt giúp em nha mấy chị. Rồi nha. Em có được mấy cái đầm của Hồng Kông, em bán tặng mọi người được đầm nha mấy chị nha. Để em câu like mã này nha, khách chia sẻ cho bé anh. Đầm suông. Đầm suông giống mấy cái mẫu bé anh hay mặc á. Đầm suông của Hồng Kông, mấy cái này của Hồng Kông hết nha mọi người, giống mấy cái mẫu của em hay mặc. Wow, đây cái chị. Quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. Thằng này em bao bất chấp luôn, mấy chị mua được ở ngoài với giá này luôn, khẳng định luôn. Vì em vô hàng ở đây, em đi ăn đâu em lấy hàng ít nhất luôn. Cái đầm này em lấy được phải là 180 rồi. Thật sự luôn. Vải cực kỳ đẹp. Ôi, hơi bị mát. 45 cho tới 63 kg, 64 kg đều được luôn á. Tại vì hàng này nó có độ co giãn mà. Mấy chị mặc rất là êm. Mỗi mã có 1-1, em câu like nha. Ai lấy comment giùm em mã số mấy? Lấy giúp em mã 51 nha mấy chị ơi. 51 em anh tặng các chị luôn, 150.000. Thôi ai coi like chia sẻ, 140 luôn. Quá 140.000 cho em một cái đầm của Hồng Kông. Xinh lắm. Lấy giúp em mã 51 nha mấy chị ơi, 140 là quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Đầm này, đầm này giống như mấy cái đầm suông em hay mặc á, dễ mặc mà đặc biệt dễ thương lắm, nhiêu ký mặc cũng được hết. Không có sợ lộ bụng nha mấy chị ơi, rất là thoải mái luôn à. Dễ thương cực kỳ, đầm suông nha mọi người, nó kiểu suông vậy nè. Và đặc biệt nữa nó có mẫu hình dễ thương lắm. Ai lấy cái chị comment của Hồng Kông? Lấy giúp em mã 51 nha mấy chị ơi, 140 là quá 100, rẻ. 100 ai coi like mọi người chia sẻ 140.000. Ai hồi nãy em bán là 150k. Bây giờ em sẽ bán giá vốn em nhập vô luôn nè, 130.000. Hồi nãy em bán 140 em đòi 10.000. Mã này ai lấy các chị comment 100 mấy? 130k. Câu like mã số 51. Đúng rồi, lấy giúp em mã 51 nha mấy chị ơi, 130 thôi à. Dễ thương cực kỳ luôn. Bao nhiêu ký cũng vừa hết vì nó là form free size, mấy chị có thể mặc, mấy chị đi đâu cũng được hết. Rất là dễ mặc. Đi chơi mặc chung với lại quần mặc chung với lại mấy đôi giày bata cũng đẹp. Ai lấy một comment giùm em nha, mua một cái áo thôi đã 130.000, nguyên một cái đầm luôn. Mà vải mấy chị nhìn nè, độ co giãn nè, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment giùm em mà mấy? Lấy giúp em mã 51 nha mấy chị ơi, 130. 130k. Ai lấy mọi người chia sẻ like giùm em nha. Rồi đơn giùm em là tiếp theo mã mấy ạ? Lấy giúp em mã 52 nha mấy chị nha. Em bán giá vốn luôn, mấy chị chia sẻ like giùm em đi. Bán tặng luôn. Chia sẻ like giùm em mã mấy ạ? Lấy giúp em mã 52 à. 52, 130.000 luôn. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 52 và 130 nha mấy chị nha. 52, 130. Mã này không đẹp trả lại tiền luôn. Nên rất là gọn người luôn nha mấy chị ơi, không có sợ lộ bụng à. Bao nhiêu ký cũng vừa.
nó là đầm su, mấy chị mua cho mấy chị mặc, con mấy chị mặc đều đẹp hết. Dạ. Mã mấy? 52 em cho mấy chị Kitty Khanh. 52 là mã nào? Dạ. Anh cầm mấy chị. 52 cho Kitty Khanh 130.000. Dạ. Rẻ hơn một cái áo thun luôn mà nguyên một cái đầm. Đẹp quá. Ai coi like chia sẻ rồi lên tiếp cho em mã này mấy ạ? À? Dạ, 53. 52 em còn được một cái. Rồi 53. Lấy giúp em mã 53 nha mấy chị. Các chị nhìn nè, hàng của Hồng Kông nó may nè, vải đẹp cực kỳ luôn, 53 nha. Một cái duy nhất luôn. Chị nào lấy 53 comment giùm em luôn 130.000. Lấy giúp em mã 53 nha mấy chị ơi, 130 nha mấy chị nha. Mua ngoài chợ còn không được giá 130.000 luôn á, nói thiệt luôn á mọi người. Thật sự luôn. Lấy em mã 53 nha mấy chị ơi, 130 quá rẻ luôn nha mấy chị. Đây các chị. Phi size SML gì mặt cũng ok, 53 Kitty Khanh. Dạ. Ok chị. Em bán đâu like mấy chị ơi, chốt lẹ nha, hàng của Hồng Kông. 52 còn một cái chốt Mai Liên nè. Dạ, ok chị. Một cái chốt chị Mai Liên nè. Rồi. 54. Lấy giúp em mã 54 nha mấy chị nha. 130.000, một cái duy nhất luôn, 54. Lấy giúp em mã 54 nha mấy chị ơi, 130k thôi à. Em thích mặc mấy mẫu này vì nó che khuyết điểm mấy chị, không thấy đùi luôn, không thấy che khuyết điểm, nói chung là nó che bụng bự đồ này nọ ok luôn. Đẹp quá. 54 130. Lấy em mã 54 nha mấy chị ơi, 130. Mẫu này mà đi ra ngoài trời ơi, không có giá 130.000 luôn, thật sự luôn. Lên rất là gọn người luôn nha mấy chị ơi, rất là thoải mái luôn à. Không em lấy rồi hơi bị tiếc nha. Em nhập sỉ mà em nhập ở chợ là không có này luôn, không được luôn. 54 chết chị Thu Minh. Người ta bán hết nhất người ta lời. Em bán câu like luôn á, thấy mọi người comment chậm quá em tặng luôn cho lẹ. 54 chốt Thu Minh. Rồi lên 55 cho hết em. Hết 54 mà chị ơi. Trời ơi con này mới dễ thương nè, 55 nè, 54 em hết rồi. Giờ áo như ký cũng vừa, 45, 65 ký, 67 ký vừa luôn. Chị Thúy Hằng Chuông vì nó có độ co giãn. Chị nhìn nè. Sao to mà chị yêu. Nó co giãn thoải mái luôn. Thằng này khoảng tầm cho em là 45 cho tới 62, 63 ký, 65 ký vừa luôn á. Lấy giúp em mã 55 nha mấy chịu nha, 55 à. 55 mọi người ơi, 55 mọi người ơi, 130.000 luôn, 55. Có xẻ ở dưới nha mấy chịu nha, lấy giúp em mã 55 nha mấy chịu ơi, 55. Mã này xinh cực kỳ luôn nè, 130.000. Quan trọng là cái vải của nó rất mát. Cái vải của nó rất đẹp. Các chị nhìn nha, mát rượi à. 55 nha mấy chịu ơi, lấy giúp em mã 55. 55 130, 55 130, 55 130. Chị đâu lấy, các chị comment giùm em đúng cú pháp là được rồi. Nha mọi người nha, 54 em hết rồi chị Thanh Vũ. Ai lấy comment? 55 nha mấy chị ơi, 130 nha, quá rẻ luôn nha mấy xin chị nha. Xin cực kỳ, rồi qua luôn. Ai lấy mọi người comment giùm em nha. Em lên tiếp mã mới nha mấy chị nha. Đây các chị. 50 mấy? Dạ, 56 à. 56. 130.000. 56, 130. Đây mấy chị nhìn độ co giãn. 65, 67 kg còn vừa luôn. Bao nhiêu ký cũng vừa. Bầu bì bon chen thoải mái. Mã năm mấy? Lấy em mã 56 nha mấy chị ơi, 130 nha mấy chị nha. 56, 130. 56, 130. Chị nào lấy các chị comment giùm em 130.000. Thoải mái luôn nha mấy chị nha. Em chớ chị Thúy Thằng Chương mã 56 à. Này 56 được 2 cái nha. Em chớ chị Guganna Gunara 56, thấy hàng chung Gunara. Rồi còn được một cái mã 57. Ai lấy comment luôn, dễ thương lắm. 57 nha mọi người ơi, 130 luôn. Lấy giúp em mã 57 nha mấy chị ơi, 130 nha mấy chị nha, quá rẻ luôn. Em có giá rẻ mới bán mọi người được giá rẻ. Hoặc có những cái em câu like thì mấy chị tranh thủ mua nha, một cái duy nhất. Ai lấy comment em à, 57 nha mấy chị ơi, 130 nha mấy chị nha. 57, 130. Xin cực kỳ luôn à. Màu xám. Thằng này coi dễ nhiều, 45, 65 kg đều có thể ok mặc được hết. Mà quá đẹp luôn nha mấy chị ơi, không có sợ lộ bụng nha mấy chị. Em hiện tại em bán quần áo á, là em bán mấy chị coi like, mấy chị tranh thủ mấy chị chốt. Chứ bây giờ bên em không hỗ trợ dồn mấy like nữa. Bên em khó, rất khó quản lý về đơn hàng. Nên mọi người coi like mấy chị thích cái gì mấy chị mua luôn một lần nha. Cứ nhiều người nói em ơi chị mua con cái áo rồi thôi để đó cho chị đi, còn em không chịu dùng thì thôi chị hủy đơn. Mấy chị làm như vậy thì rất khó và tội nghiệp cho em luôn. Dần gần đây em mới bắt đầu em đọc tin nhắn của khách thì em mới biết được luôn. Tại sao mấy chị mua một cái áo mấy chị bắt bên em là phải hỗ trợ ship cho mọi người, dồn mấy chị qua ngày này qua ngày kia, trong khi em bán hàng rất là cực. Em có nói mấy chị ơi coi ráng đi, một like có mua cái gì mua luôn một lần. Con cái áo à, ví dụ chị kia chỉ mua cái áo sale đi 60 ngàn,
bắt em phải vô một tuần đi rồi ship cho chị. Sao em chịu được? Sao em kiểm tra được tuần đơn hàng? Mấy chị phải đặt vô vị trí mình là người bán hàng, mấy chị phải cảm nhận là nếu như mình kinh doanh thì có khó khăn cho các chị hay không. Thật sự luôn, hôm nay là rất nhiều trường hợp em đọc, hôm nay chính em vô đọc tin nhắn tất cả các khách hàng, em mới biết được có những cái vô lý cực kỳ. Nên mọi người, mấy chị mua hàng, mấy chị đặt ra, nếu như mình là người bán hàng, mấy chị có cảm thấy thương và tội nghiệp cho mấy chị không? Mấy chị có cảm thấy bức xúc không ạ? Thật sự luôn, hôm nay em đọc tin nhắn em mới biết được tùm lum tà la nhiều cái không thể nào chấp nhận được. 50 mấy à? Liếp em ở 57 nha mấy chịu nha. 57, em hết 56 chị Thu Liễu. Thiệt sự luôn, em bán hàng cái gì em cũng dễ hết, cái gì em cũng hỗ trợ được. Nhưng có những chị kỳ quá luôn á, em không thể nào chấp nhận được. Bắt em như vậy, xong rồi, nói thôi, không dùng được xả, không dùng được xả. Có chị có bao giờ bỏ công sức ra đứng like, có chị có đau họng như vậy, có chị có hiểu được không? Mỗi người mỗi nghề chứ, nhưng mọi người phải trân trọng cái nghề của người khác. Dạ, 57 em chơi chị Nguyễn Thu Liễu à. Nghề ai cũng là nghề, nghề quét rác cũng là nghề, cũng phải trân trọng người ta. Em đi thấy người ta quét rác, em cũng không dám quăng xuống ngoài đường, em cũng bỏ vô cái thùng rác cho người ta. Có chị cũng đặt mình vị trí như vậy, mấy chị có ức chế không? Thiệt luôn á, em đọc mà em tức lắm, mà em không có nói được. Ok chị Anh Căng có đọc tin nhắn của chị không? Chị Nguyễn Nhung, em không, em chỉ đọc vài tin nhắn thôi mà em rất bức xúc và có nhiều cái nữa. Mệt cực kỳ luôn, buồn lắm luôn mấy chị ơi, mấy chị không hiểu được đâu. Mã này mã mấy à? Dạ, lấy giúp em mã 59 nha, 58 nha mấy chịu nha. Ủa mã này hồi nãy chị Mai Liên chốt mà. Không, chốt mã khác. 57 Nguyễn Thị Thu Liễu chốt chưa? Rồi. Rồi lên cho em mã này mã mấy. Dạ, lấy giúp em mã 58 nha mấy chịu ơi. 58 là mã khác nữa, 58. Dễ thương lắm, ai lấy comment nha, 199 nha mọi người. Ê, 130.000. Hôm nay thật sự luôn, em hơi nói chung là đủ thứ chuyện ở trên đời đây, ra đâu ra nó chui xuống luôn á, em nói thiệt, thiệt sự luôn. Rồi hôm nay mình mới biết được nhiều cái, rồi khách này nọ, nhiều người cực kỳ thâm thúy, phải nói cực kỳ thâm, chơi không được luôn á. Tối nay em lên live 8:30, mọi người coi live của em. Lấy rồi em mã 58 nha mấy chị ơi, 130 quá rẻ luôn nha mấy chị 5, ơi. 58, 130.000 đồng. Ai lấy cái chị cầu mình. Bởi vì em nói thiệt, em bỏ thời gian ra xong rồi mình, em nói thiệt em không có thời gian, em phải cho nhân viên em giải quyết mấy đơn hàng của khách, mình cũng lơ là. Thiệt, cái lỗi lớn nhất là cái lỗi của em. Em không điều chỉnh và em không kiểm tra từng việc làm của nhân viên. Đến khi phát hiện ra như vậy, đủ thứ hết. Tiền ai chịu em cũng chịu. Ship thiếu hàng cho khách ai chịu em cũng chịu. Đó mấy chị, mấy chị nghĩ đi, mình bán một đơn hàng mình lời được bao nhiêu tiền? Có như thế, có vậy có ức chế không mấy chị? Thí dụ lời nhiều đi thì đỡ tức. Có cái đầm cái áo lời 15.000, 20.000 luôn, nó thiệt luôn á khách ơi. Em nói thiệt, thuê nhà quận 1 không ai bán lời 15, 20.000 một cái áo luôn á. Rồi em lên nha mọi người nha. Áo khoác lên chưa em? Chị Nguyễn Luyến em lên mà em bán hết trơn rồi chị Nguyễn Luyến. Em còn sót một cái áo khoác mấy chị. Còn sót một cái áo khoác. Size này cho em là 45, bên anh làm chị hỏng nè. Có chi đâu mà hỏng, mà tại do thiệt. Nhưng mà cái trường hợp của chị này là em nói thiệt em buồn lắm luôn á, chị Nguyễn Nhung mấy chị luôn, nên là em phải lên like em nói. Rồi lên like, lên lấy cho em mã mấy à? Dạ, lấy giúp em mã 59 nha mấy chị ơi. 59, còn được sót một cái nè, 45 cho tới 60kg đổ về. Ai lấy? 299k nha. 299 giùm em. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, một cái duy nhất à, lên giúp em mã 59 nha mấy chị ơi, 299k. 299.000 đồng. Ai coi like, mọi người chia sẻ like giùm em. Thiệt luôn, mẫu này dễ thương lắm nè. Tại vì em là 60kg lợn nên là mặt hơi ôm tí, chị nào mà mặc cỡ đó là đẹp luôn. Cực kỳ dễ thương. Ai cũng là nghề buôn bán đó, em nói thiệt luôn á. Ví dụ như 100 người khách hết, 90 người khách nhà em là buôn bán kinh doanh hết rồi. Thiệt sầu luôn. Mấy chị hiểu cái cảm giác đó à. Em nói thiệt, bởi vậy em nói thiệt nha, em là người bán live stream mà em còn đi coi live người ta, em mua hàng của người ta nữa. Mà có những cái người ta bán cực kỳ ghê luôn, mà mình đặt là mình phải nhận à, thiệt sự luôn. Có những cái ví dụ giống như em coi like người ta, em thấy trời ơi, đẹp quá, mà ship tới hết hồn luôn mấy chị, mà mình vẫn phải nhận vì mình bỏ tiền ra mình đặt mà người ta cũng lại cực. Em sợ bị nghiệp quật lắm, em nói thiệt luôn. Em bán live stream, em vẫn mua đồ live stream của người ta chuyện bình thường. Nên có những chị khách hàng đang coi like thấy em vô đặt hàng của người ta chỗ khác là chuyện bình thường. Em nói thiệt, cái viên di em bỏ tiền ra rất đắt.
Nếu như cái viên di mấy chục ngàn em không tức, một viên di mấy triệu đồng của em các chị có tin không? Nên em mới ấm ức, em nói thiệt. Nên nhiều khi một cái đơn hàng mấy trăm ngàn em tặng được cái viên di đó, mấy chị biết em phải bán cho khách khỉ sỉ. Em bán nhiều nhiều nơi rồi, em kinh doanh rồi, nói chung là dạo này đâu ra trên trời dưới đất em bán được khách sỉ cực kỳ nhiều. Em gọi là thắng đậm luôn, em lời được rất là ok luôn. Em có lọc, em sợ em ôm lọc mình, em không giữ được phước, hoặc là em bán ế hay là gì đó. Em sợ như vậy nên em lên live em đều tặng cho khách lẻ của mình hết. Thiệt sự luôn. Em nghĩ mấy chị đi coi live bên ngoài, người ta bán viên di mấy triệu, không ai dám bỏ mấy triệu ra tặng cho mọi người một viên di đâu. Em khẳng định luôn. Mấy chị cứ đi dò giá khắp nơi đi, cầm viên di em ra đi. Em đã đi kiểm định cho mọi người rồi đó. Các chị coi đi, không ai tặng một viên phong thủy đắt tiền mà hiếm như vậy, mấy triệu đồng một viên, mà người ta tặng mấy chị khi mấy chị mua đơn hàng có mấy trăm ngàn. Tại vì ai mua cũng là khách, mình cũng đều quý khách như nhau. Nhưng mà có những người quá đáng vô cùng, rất tham lam luôn, mấy chị hiểu không? Trời ơi, tức quá, nói lại vẫn thấy tức. Thôi em hỉ xả, tối nay em kể cho mọi người nghe. Tối nay em sẽ không chửi. Em bán hàng, mấy chị quý em là vì em không chửi khách. Em biết điều đó. Vì bán hàng mình niềm nở, mình thân thiện với khách thì khách mới thương. Em bán hàng em không chửi ai bất cứ một câu, chẳng văn tục một câu nào luôn mấy chị biết. Nên khi mà em cảm nhận là cái lòng tốt của mình bị người ta như vậy, em rất bức xúc. Đó mấy chị. Nên em mới kể mấy chị nghe thôi. Là tiếp nha mấy chị luôn nha. Em lên tiếp mở mới nha mấy chị. Em nói là em bực mình rồi nên em không nói. Tin của em nó hơi nhõng nhẽo một tiêu. Nói là em bực mình rồi nên em không nói. Em cảm ơn chị Bích Hằng Trần. Nói chung là chị cũng cảm nhận là em như thế nào, chị mới thương em, chị mới ủng hộ em. Chứ gặp ví dụ em bán hàng đi, họ tí mấy chị hỏi một câu em chửi mấy chị, họ tí em mỗi một câu em văn tục. Em thấy nhiều người bán hàng livestream ta chửi thề quá trời luôn, em còn sợ nữa mà. Thì em, đối với em bán hàng em không có chửi hay khách gì hết. Mấy chị thấy không, khách bơm hàng của em vẫn ok. Thôi bây giờ em xả đi, coi như cái lọc của người ta không nhận, chị nào nhận được cái lọc đó mấy chị có duyên, chỉ vậy thôi. Chưa đọc tên khách, chưa nói khách ai trên live, chỉ riêng cái trường hợp ngày hôm nay em phải nói. Tại vì cái viên di đó là hai viên di, một viên là mấy triệu, hai viên là gần 5 triệu của em. Tức quá mấy chị. Rồi thôi em lên nha mọi người nha. Rồi lên. Em lên tiếp mã mới cho mấy chị nha. Em thấy chị Huệ. Em chào chị Huệ Phạm. Mấy chị, em biết mấy chị quý em, mấy chị bỏ thời gian đó mấy chị nghe. Chứ giả sử như em mà bán hàng mà không có đàng hoàng còn lâu mới chịu mới coi like. Vì khách em toàn là những người kinh doanh và có những người đẳng cấp cực kỳ. Em khẳng định luôn, có những người coi like không bao giờ comment trên like, nhưng xuống like người ta chốt. Em nói thiệt với mấy chị luôn, một like người ta chốt mười mấy hai mấy triệu cũng có luôn. Nhưng không bao giờ người ta lộ diện trên like luôn, người ta ngại. Nhiều người ta kinh doanh, người ta lớn tiếng người ta ngại. Có những chị khách nhà em là chủ của công ty lớn luôn, rất nổi tiếng trong việc của Việt Nam mình luôn, mà người ta chia sẻ, người ta nhắn tin thôi, chứ người ta không dám comment, người ta sợ lộ tiếng. Nhiều người ta mua hàng kiểu đó mấy chị. Mà em nói thiệt, người ta cũng bỏ thời gian ra, người ta nghe like là em biết mấy chị cũng quý em, mấy chị mới nghe, đúng không ạ? Chứ không thôi mấy chị đi chỗ khác mấy chị coi rồi. Nên là nhiều khi em tức quá em nói vậy thôi. Thương em bỏ qua nha. Em có cái đầm, em về cái đầm này cực kỳ đẹp luôn cho mọi người, cho mọi người coi nè. Đầm này là đầm cao cấp nè, hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, quá đẹp luôn à. Mấy chế nhìn cái bao là mấy chế biết nè. Những thánh bơm em cứ đọc tên nó lại để lần sau không có cơ hội đi hại tạo nghiệp nữa. Em nói chứ chị Mai Liên giờ không tạo nghiệp của chỗ em cũng tạo nghiệp chỗ khác là chị Mai Liên. Thiệt, em nói thiệt. Nhưng mà mình muốn nói để cho người ta hiểu, để cho người ta bỏ cái tính đó đi, đừng làm như vậy nữa, tội nghiệp ác lắm. Đó em nói thiệt luôn. Hên là em nói thiệt, cũng mấy chị cũng không phải là nghèo gì, em cũng có dư giả ít nên mình cũng không nói chi. Nhưng mà nhiều người, người ta bán mà người ta mưu sinh mà làm kiểu đó là tội nghiệp lắm luôn. Trời ơi mấy chị ơi, ác lắm. Coi mấy anh like ngủ gục xong giật mình vậy coi tiếp đó. Em cảm ơn chị Anh Tuyết Nguyễn Thị. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi để giờ em lên siêu phẩm nha mấy chị nha. Mình bán hàng cho ai? Mình bán hàng là mình giống như là mình chào chén cơm vậy đó. Nên là mình cũng phải quý hết khách đó. Em nói thiệt, cái châm ngôn bán hàng của em là khách hàng là thượng đế thật sự luôn. Nên nhiều khi mà nhiều người hiểu lầm, em la em rầy em cũng bình thường, thì em cũng không nói lại luôn á. Có những cái em thấy quá đáng lắm em mới nói. Cái đầm này đẹp lắm luôn.
siêu phẩm nha mấy chị ơi, em lên tiếp mã mới nha. Em lên cho mọi người cái này nè mọi người ơi. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, đập nha, cao cấp ạ. Hồi nãy em tức quá em mới nói thôi để tối em đọc tên lên, tối em sẽ không đọc tên. Em sẽ kể cho mọi người nghe và ai như vậy thì mọi người tự coi like và người đó tự hiểu và người đó tự sẽ như thế nào với em. Rồi, mấy chị ơi, quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. Cái đầm ơi. Này mọi người phải nhìn ở bên ngoài đi, em nói cái đầm này nó đẹp lắm. Cái đầm này là khoảng cho em 57kg, 58kg đổ về mặt được luôn. Cái đầm này em nói với mọi người là đẹp cực kỳ luôn, mắt cực kỳ. Em tặng dạ. Lấy giúp em mã 60 nha mấy chị. Hai kiểu mặt, một mấy chị có thể vẽ vai trên, hai mấy chị có thể đẹp bẹp vai. Mẫu này em nói mấy chị mặt xinh lắm luôn á. Và đặc biệt nữa hoa mấy chị nhìn tay cực kỳ không. Đó quận 1 mà ra cái đầm này ở ngoài là bán ít nhất phải 700-800. Ai lấy đầm này comment giùm em có được hai cái duy nhất mã số mấy. Dạ lấy em mã 60 nha. Mua để dành đi mấy chị, gần tới hè tới nơi rồi, Tết xong tới hè lẹ lắm đi chơi du lịch chơi. Giờ sống chung với dịch mà nên chơi luôn đi mấy chị. Em nói thiệt luôn á chứ giờ làm sao. Mã số mấy? Dạ 60 ạ. 60 nha mọi người ơi, 350.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. 350 một cái đầm. Em nói thiệt mấy chị luôn, đầm này cực kỳ đẹp, hàng cao cấp của bé anh. Hai kiểu, một có thể bẹt vai, hai có thể để vai trên. Các chị mặc đi cái đầm này, mặc lên cho nó trắng mà đặc biệt nó tôn da mà nó nói chung là nó đẹp cực kỳ luôn. Nó gọn dáng luôn nha mấy chị ơi, không có sợ lộ bụng mà. Lên mẫu này năm nói chung là chị nào 57 58 kg, mã này đẹp lắm. Hai cái duy nhất nha mấy chị. Hai ơi. Cái. Em khẳng định luôn các chị cầm cái đầm này lên đi không nghĩ 350 luôn. Hàng này em nói thiệt đi ra ngoài ít nhất 600-700 ngàn. Thiệt luôn á mọi người. Dạ. Mã 60 em cho chị Quỳnh Giao một cái à. Em còn một cái nha mấy chị ơi, 350 à. Nghe em lấy thử đầm này đi, đẹp lắm. Mà nó nhu nhường lắm, mặt nó rất là xinh và rất là sang. Hai kiểu luôn, mặt lên rất là trắng. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, họa tiết rất là sang luôn à. Lấy giúp em mã 60 nha mấy chị 60. Ơi, còn duy nhất một cái à. Hai kiểu, để vai trên hoặc để bẹt vai đều đẹp hết. Tặng cho chị Quỳnh Giao mã 60. Dạ. Rồi em còn một cái nè, cái bông này nè cũng dễ thương lắm nè, bông này là mã 61 nè. Em lên tiếp mã 61 nha mấy chị ơi. Hát em có nhiều người mua hàng của em về livestream bán lại luôn, chuyện bình thường. Mình kinh doanh được thì người khác cũng kinh doanh được thôi, nên em cũng chẳng đố kỵ ai hết luôn. Mà chỉ riêng những cái việc mà này nọ thôi thì em không chấp nhận được thôi. Mà quá đẹp luôn nha mấy chị ơi, lên rất là sáng da luôn à. Cái đầm này đẹp nè. Quá sẹp. Bông này là mã 61. 61 nha. Chị nào lấy comment giùm em 350 luôn, hai kiểu mặt đẹp lắm chị Nguyễn Lý. Lấy giúp em mã 61 nha mấy chị ơi, 350 là một cái gì nhất. Một để vai trên, nha. Hai để bẹt vai. Cái mẫu này mà mấy chị mặc đẹp vai đi dễ thương cực kỳ luôn. Xinh lắm. Màu phối quá đẹp luôn nha mấy chị ơi, lên rất là gọn luôn. Mua đi biển mặc nè, hoặc là mấy chị mặc ở trong đây mấy chị đi tiệc cũng đẹp nữa. Vì cái này nó là lụa đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn, hàng cao cấp. Các chị nhìn. Em chốt với chị Bích Hằng Trần à. Lên cái hoa nó xinh mà nó sang cực kỳ, 350. Chốt chị Bích Hằng Trần luôn. Rồi lên cho em có hai set này nè. Em lên tiếp mã mới nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em à. Em có được à. Cái áo cao cấp nè. Em về hàng mẫu à, vì em đánh hàng là em đặt trực tiếp luôn của Hồng Kông về, em coi chút vải nó đẹp không. Mà đẹp thiệt. Hàng của Hồng Kông mặt sang lắm mà xinh lắm. Mã này cho em mã 62 đi mấy chị. Dạ, lấy giúp em mã 62 nha mấy chị nha. Thằng này nó có độ co giãn luôn, rất là dễ thương. Quá đẹp. Thằng này tầm 60kg đổ về được á. Cái này mấy chị mặc, hello con chào cô Nguyễn Thảo, mấy chị mặc nha. Xoàng này không rớt luôn, hàng bền. Cái này em khẳng định mấy chị đi ra ngoài cái này ít nhất luôn 200-300 ngàn đổ lên không à. Đẹp lắm. Quá 62 đẹp. Ai lấy comment giùm em anh 62 nha mấy chị nha. 201 lời được đúng 10 ngàn. 210 ngàn đồng. Lấy giúp em mã 62 nha mấy chị ơi, 201 là quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. Hàng của Hồng Kông cao cấp, được một cái duy nhất à. Đẹp lắm. Mẫu này mặc cực kỳ xinh luôn, 201. Hàng rất là đẹp luôn nha. Hàng cao cấp nha mọi người, mấy chị mặc cái này mấy chị phối quần jean, phối gì cũng đẹp. Chân váy rồi kéo lên 60 mấy. 62 em chết chị Nguyễn Lý. 210 ngàn đồng, đẹp lắm chị Lý. Đẹp quá. Đẹp cực kỳ luôn. 201 chốt cho chị Nguyễn Lý. Rồi qua hàng mẫu á.
Hàng mẫu á, bây giờ lên cho em 60 63 nha chị nha. 63 em được rồi. Em có mấy cái áo đẹp lắm nè. 63 em có được 2 set nè, 2 set này size L nè. Set này là em sale nha. Set này là em sale á nha, em tặng nha. Tại vì hàng mẫu em được 2 set nè. Dạ. 63, dễ thương cực kỳ luôn. Mấy chị xem ra chia sẻ em. Làm kinh doanh rồi mới hiểu có sướng đâu chàng. Chủ nhật thứ bảy chủ nhật người ta đi chơi mình vẫn phải bán hàng chứ bộ. Có sướng gì đâu. Quá đẹp. Set này em nói thiệt mấy chị đẹp thật sự luôn. Hàng cao cấp nha mọi người, của Hồng Kông. Đây. Set này thì khoảng tầm cho em độ cái quần của nó thì khoảng tầm 45 cho tới 57 kg. Chị nào 45 cho tới 57 kg đó chị mặc vừa nguyên một set luôn đẹp lắm. Lấy giúp em mã 63 nha mấy chị nha. Nó có cái dây nịt nè. Cái này nó có cái dây nịt luôn mọi người. Đấy. Đây, Phương cầm lên Phương. Quá đẹp. Đây mọi người. Nó sẽ có cái dây nịt luôn. Các chị mặc nè, đó, set này nó gì nè. Xích ra xíu. Phối rất là xinh luôn nha mấy chị. Nó ơi. Sẽ có cái dây nịt như thế này. Và một cái dây nịt đi kèm luôn. Set này khẳng định luôn ngoài mắt lắm. Ai lấy 63 comment được 2 set duy nhất. 57 kg đổ về mấy chị mặc được. Chị nào lấy comment giùm em 350 một set. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, một set chỉ có 350 rồi. Lên giúp em mã 63 nha mấy chị ơi, chỉ có 2 set duy nhất. Cái này mấy chị, áo này mấy chị có thể tách ra mấy chị mặc riêng cũng được luôn. Hoặc là mấy chị đóng như thế này là được một set luôn nè, hàng cao cấp của Hồng Kông nè. Và đặc biệt có một cái dây nịt đi kèm luôn, 350.000. Đó. Dạ. 63 chứ chị. Xinh lắm, xinh lắm, à. Phải nói xinh lắm, mặc thử đi. Lấy giúp em mã 63 nha mấy chị ơi, 350 em còn đây, duy nhất một. Các chị nhìn chút vải nha, hàng đẹp lắm, hàng của Hồng Kông đẹp thật sự luôn á. 63. Em đang về mẫu, em đang về mẫu, em coi chất vải trước. Ok, em mới lấy số lượng nhiều tại vì em đặt trực tiếp ở bên đó luôn mà. Chứ em không có đặt ở đây. Lấy giúp em mã 63 nha mấy chị ơi, 350 còn đẹp lắm. Một cái thôi nha. 63 chốt cho chị Bích Hằng Trần nè. Rồi lên tiếp mã cho em nè. Em lên tiếp mã mới nha. Nó có kèm gì nè. Em có được mấy cái áo này để em tặng mọi người luôn. Ít nè. Tặng mọi người nha, tại vì hàng mẫu của bé anh á. Mẫu này của Hồng Kông. Dễ thương lắm. Quá đẹp luôn á mấy chị yêu ơi. Em gì à? Đây. Áo này hơi nhẹ luôn, hơi bị nhẹ luôn mà mặc đã lắm. Rất là dễ phối đồ luôn nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhìn đồ coi giãn nè. Sướng không? 45 cho tới 65 kg mặc được luôn. Kiểu cái áo này nè, mình mặc tới đâu coi giãn ra tới đó của LV. Chị nào lấy áo này comment em anh tặng cho chị luôn 130.000 một cái áo. Quá rẻ luôn à. Lấy giúp em mã 64 nha mấy chị ơi, 130 thôi à. 64. Vì hàng mẫu nên em sẽ bán tặng mấy chị giá rất rẻ nha mọi người nha. Duy nhất 2 cái thôi. Đợt sau mà em về là em không có bán giá này được. Mọi người lưu ý nha. Đa số những màu Hồng Kông đẹp cực kỳ luôn, 130.000. Lấy giúp em mã 64 nha mấy chị ơi, 130. Mấy chị nhìn nè, mặc tới đâu là nó giãn theo người tới đó luôn. Cái vải của nó mát cực kỳ luôn á, mà đẹp lắm. Lên rất là sang nha mấy chị. Xinh ơi, lắm. Quần hoặc chân váy. Hàng Hồng Kông xịn rồi. Luôn. Ai lấy ghi là 63 nha. 64 nha mấy chị ơi, 64. 130.000 của em vì mát lắm. Phối với quần gì cũng được, thích thì mặc thêm cái dây nịt vô. Ra ngoài bán rất là cao luôn nha mấy chị ơi, không có giá này đâu à. Ai lấy 64 cho chị comment nha. Mấy chị ơi xem đây chia sẻ giúp em nha mấy chị ơi. Đây mọi người à. 65 nè. Một cái duy nhất là của Kelvin nè. Kelvin nè. 65 130.000 nè. Ai lấy 65 comment 65. Lấy giúp em mã 65 nha mấy chị ơi, 130. 65 130 nha mấy chị ơi. 45 cho tới 65 kg vừa, 130.000. Bao nhiêu ký cũng vừa, mặc tới đâu nó giãn ra tới đó. Áo này mặc mát lắm mấy chị, mặc mát mà vải đẹp nữa. Cái này đóng thùng bỏ quần jean là hơi bị xinh luôn. Ai coi like đóng thùng bỏ quần jean là hơi bị xinh luôn á, 130.000. Lấy giúp em mã 65 nha mấy chị ơi, 130 thôi giờ rất là rẻ luôn nha mấy chị. Ai lấy cái chị comment nha. Nhiều mẫu lắm. Thôi để qua lên tiếp mấy cái đầm cho mọi người nè. Dạ em lên tiếp mã mới cho mấy chị nha. Em có mấy cái set cũng đẹp nữa. Mấy chị xem like cho xin chia sẻ bài nha mấy chị nha. Em có được mấy cái áo sơ mi nè. Đó, hàng mẫu luôn. Đặt mẫu về coi chất lượng của nó. Đây. Em lên cho mọi người.
cơm đi nha mấy chị nha, hàng Quảng Châu à. Đây. Hàng của Hồng Kông Quảng Châu. Trời ơi đẹp ghê luôn á. Trời ơi cái này phối rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, chân quái. Mẫu này là 45 kg cho tới khoảng cho bé anh là 55 kg. Chị nào 45 cho tới 55 kg vừa các chị comment đúng hàng của Hồng Kông luôn. Lấy em mã 66 nha mấy chị ơi. 66 nha, em anh tặng mấy chị 150.000, 150.000. Quá rẻ luôn à, lấy em mã 66 nha mấy chị ơi, 150k. Áo này cũng đẹp thôi luôn á thiệt á, 45 cho tới 55 kg. Ai cỡ đó các chị mặc vừa. 45, 55, 56 kg đổ đó, trở về là các chị mặc được. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, rất là xịn. Mát lắm, chất kem là chất lụa, đẹp cực kỳ luôn. Lấy của LV 66 nha mấy chị ơi, 150 à. Giờ like nói chung là giờ like người ta đi đón con rồi, nên là cũng ít có tương tác nhiều ha. Chị ơi xem còn xem like mà cho em xin ít comment bình nha. Bình thường là nha. Lên cái đó là chốt ào ào, đúng có hàng luôn mọi người. Chị xem ra, chị chia sẻ đây em có cái đầm cao cấp cũng đẹp nè. Đầm này cũng đẹp nè. Má mấy vậy? Dạ 67 ạ. 67 nha mọi người. Trời ơi đẹp dữ à. Quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. 67 mã 60 cho chị Võ Thị Lam Hà. Võ Thị Lam Hà cho bé anh số điện thoại nha chị. Mã dạ. Này tặng 150. Em cho chị Hà Nguyễn mã 66 ạ. 66 cho Hà Nguyễn 150. Hàng 100% của Hồng Kông. Có 150.000 một cái áo thôi đó. Rẻ không? Tại hàng mẫu nha, được xong có giá này nha mọi người ơi. Ra ngoài là tầm 200 mấy nha mấy chị ơi. Áo đó mà áo đó mày đi ra những shop là không có giá rẻ rồi, lên cho em mã này đi. Dạ, lấy em mã 67 nha mấy chị nha. Hai kiểu. Một là hai cái dây mình có thể móc lên hai cái vai nè rồi bẹt vai nè. Hai là mấy chị có thể nhét hai cái vai này vô, mấy chị làm mặc kiểu bẹt vai luôn. Hai kiểu mọi người có thể mặc được. Nha. Quá đẹp à. Ai coi like mọi người ơi chia sẻ like cho em mã số mấy? Dạ lấy giúp em mã 67 nha mấy chị ơi. 67. Mẫu này chị em 45 cho tới 58 kg mấy chị mặc được. 45 cho tới 58 kg. Đó, ai lấy mã này comment giùm em luôn. Mã này em anh tặng các chị 320.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị 320k. ơi. 320k. Lời được đúng 10.000 nói trước luôn, mỗi thứ có một vì đây là hàng mẫu. Nên là em sẽ bán mấy chị cho mấy chị coi. Khi nào về đủ size em sẽ like. Tại vì cái này em đặt trực tiếp luôn, rất là đẹp. Mẫu này là 45 cho tới 58 kg là các chị có thể mặc được nha. Hai kiểu mặc. Có thể là kèm dây luôn. Và đặc biệt nữa không thích thì nhét hai cái dây vô mình làm kiểu bẹt vai. Mẫu này không đẹp không xin trả lại tiền luôn. Cái hoa đẹp lắm. Lấy giúp em mã 67 nha mấy chị ơi, 320 nha mấy chị nha. Hồng Kông, hàng Hồng Kông cao cấp. Vải cực kỳ đẹp luôn. À, ai thích thì các chị có thể lấy nha. Dạ. Do cái này em phải móc lên móc á mấy chị mới hình dung được, còn cầm vậy mấy chị nhìn nó không có đẹp đâu. Mã tiết hoa rất là dễ thương luôn nha mấy chị ơi. Đi tiền hoặc đi biển thì cũng được rồi, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. May được hai kiểu rồi đó. Luôn vai hoặc bẹt vai nha mấy nó chị. Nó kiểu giống vậy nè, nó có hai cái vai nó như thế này nè. Đó. Đây mọi người. Có đầm lớn tuổi không em chị cô Nguyễn Thảo? Con có đầm lớn tuổi, cô Thảo nhiêu ký? Rồi em có đầm này nữa nè. Đầm cao cấp của Hồng Kông chị có lên mẫu như thế nào còn mình giúp em nha mấy chị nha. Đầm xuông hay ngắn chị nghe tay nha chị Lan Nguyễn ơi, nghe tay. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái này nha mọi người nha. Rồi lên cho em mẫu này đi các chị, lên cho em mẫu này luôn. Wow quá đẹp luôn nha chị ơi. Trời ơi xinh cực kỳ. Ôi đẹp vậy. Hàng Hồng Kông cao cấp. Cô 54 kg để con kiếm nha. Ai lấy mẫu này comment nha. Mẫu này đẹp lắm. Hàng nó trước hàng Hồng Kông. Là đẹp cực kỳ. Ra giúp em à. Mã 68 nha mấy chị ơi. 68, 45, 65 kg đều mặc được luôn. Mã này bé anh tính cái chị 350. Hàng cao cấp. Ra giúp em à. 68 thì mình cùng mình. 68. Ra giúp em à. 68 nha mấy chị ơi. Một cái duy nhất à. Một cái duy nhất. Đẹp nha, hàng Hồng Kông xịn nha mấy chị ơi. Không đụng hàng với ai luôn. Các chị nhìn hàng Hồng Kông nè, vải đẹp lắm, hàng cao cấp luôn. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Coi giá thoải mái luôn nha, không có sợ lộ bụng nha mấy chị luôn nha. Đó, mấy chị không lấy là em lấy luôn. Lấy giúp em mã 68 nha mấy chị ơi, 350 à. Mấy anh tính lấy mặt đó mấy chị. Đẹp lắm, em thích mấy kiểu này nè. Tại vì nó phi size á. Mặc đồ nó che khuyết điểm được. Với lại nó không có thấy mình mập luôn.
Mấy mẫu này nè, hàng của Hồng Kông xịn. Bốn ai lấy comment 350 nha mọi người nha. Lấy giúp em mã 68 nha mấy chị ơi, 350 à. 350k mã số 68. Đẹp quá. Đó, ai lấy cái chị comment đi. Một cái duy nhất thôi nha mấy chị ơi, rất là xinh luôn à. Để này thử coi lát mùa thì lấy luôn mà. À, tính mã mới cho mấy chị nha. Cô hay mặc đầm XL nha cô Nguyễn Thảo. Dạ rồi. Đó, nhiều quá. Kiểu lắm nè. Đó. Quá trời, nhiều kiểu đó. Đẹp cực kỳ luôn á. Thôi lười tay quá. Dạ chị ơi. Em ra tiếp mã mới nha mấy chịu nha. Gì vậy chị? Vui vẻ. Lát tôi nhắc like xong rồi tôi giải quyết. Vui vẻ. Vui vẻ mạnh khỏe. Giận mấy lần rồi. Hay lắm. Lên tiếp mã mới nha mấy chị ơi, áo sơ mi à. Rồi lên cho em mã máy à. Dạ, lên giúp em mã 69 nha mấy chị nha. 69. 69 nha mọi người nha. Áo sơ mi von nha mấy chị nha, đẹp. Trời ơi, dễ thương vậy. Mã này 45 cho tới 55kg các chị mặc được nè. Ai lấy mẫu này cho em 150 luôn. Lấy giúp em mã 69 nha mấy chị ơi, 150 à. Các chị có thể mặc cái này, các chị hở nhẹ cái ngực ra, cái nút ra. Hoặc các chị có thể là mấy chị mặc cao cổ lên luôn. Ai lấy các chị comment giùm em nha mấy chị ơi. Xin lắm. Lấy em mã 69 nha, 150 thôi nha. 69 nha mọi người. Ra ngoài là tầm 200 mấy một cái luôn nha mấy chị ơi, rất là mắc luôn à. Dễ thương lắm. Mã này là 45 cho tới 55kg quay đầu. Phối rồi, hoặc là đóng thùng gì cũng được nha mấy chị rồi. Ơi, lên giúp em mã 69 nè, 150 nha mấy chị ơi. Rồi qua luôn. Rồi chứ cũng là mát luôn nha mấy chị nha. Ê mọi người ơi, có cái này đẹp nè. Có cái này đẹp nè, mã mấy vậy? Dạ, 70. Mã 70. Ê cái này hàng mẫu về đẹp ghê luôn á. Công nhận luôn. Wow, quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. Em nói ở ngoài livestream ít nhất người ta bán 200-300 luôn á. Hàng của Hồng Kông. Áo sang quá không? Xinh ha. Này mà đi tiệc hơn cũng ok. Bây giờ lẹ nhau mới hết nha mọi người. Mã này em nói thiệt đẹp thật sự luôn. Không lấy nha, hơi bị tiếc luôn nha mấy chị ơi. Lấy giúp em mã 70 à. Mã này là 45 cho tới 56-57kg các chị mặc được. Ai lấy mã này các chị comment giùm em luôn. 160.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi. 160 thôi à. Lấy giúp em mã 70 160. Mã này đẹp lắm. Mấy cô, mấy chị nói chung ai mặc cũng được hết. Không có bị già mà cũng không có bị trẻ với luôn. Với chân váy đen hoặc quần dài nha mấy chị ơi, đẹp quá. Mẫu này là đẹp cực kỳ luôn. 45 cho tới khoảng 56-57kg các chị mặc được. Cái này mình mặc nhiều kiểu lắm mấy chị. Rất là sang trọng lịch sự luôn nha mấy chị ơi. Với 70 nha. 160.000 á mà được cái áo mà tơ lụa vậy nè trời. Ra ngoài là tầm 300 mấy một cái nha mấy em chị. Em nói ơi, thiệt á mấy chị. Cầm chiếc vải lên đi. Hàng Hồng Kông đẹp lắm kìa. Em về mẫu á nên là em bán rẻ lắm. Cho khách cảm nhận được vải. 160 nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 70 à. Mã này hôm nay em thích em bán mắt cũng được luôn. Em nói thiệt mà, em bán 160.000. Nên nhiều người nhận, người cầm nhiều người tưởng hàng dởm. Không có đâu, đẹp cực kỳ luôn. Dạ, mã 70 em chứ là chị Bích Hằng chụp. Trời ơi, mặt xinh lắm, nè tơ lụa luôn á. Chứ không phải hàng mà vải nóng nha. Rất là sang trọng lịch sự. Cái phần này của nó làm tơ lụa luôn, là lụa chứ không phải là cô tông đồ nóng đâu. Cầm mấy hàng đi rồi biết à, đẹp. Cái áo này mấy chị ma không có sợ lộ bụng hoặc là sợ mặt nha mấy chị. 70 nha. Cho ai? Dạ Bích Hằng Trần à. Rồi ok. Cái vải này mát quá mấy chị ơi, không có nấu hoặc ngứa nha mấy chị nha. Cái này là dạng von, nó không có nấu hoặc ngứa nha mấy chị nha. Mấy chị lấy thì lấy giúp em 370 à. Dạ. Cái này là em đặt về để em mặc nè. Để em coi chất vải của nó nè. Đây. Ôi, quá đẹp luôn á, thiệt á. Đó, cái này là mẫu của em đặt về để em coi chất vải em mặc á. Đẹp quá. À. Hàng cao cấp á. Một cái áo là 200-300 ngàn luôn. Ở ngoài treo shop cái này nó đang bán là 300 mấy. Các chị thấy không? Em về em đặt em coi mẫu thôi, xinh ghê luôn á. Đẹp quá chị ơi. Đây. Em đặt 3 mẫu là của em để em mặc hết luôn á. Cho mọi người coi. Đó, mấy anh đặt 3 mẫu luôn, xinh không? Ủa, không lại gì. Không, này tôi mặc mà, tôi cho khách coi thôi. Hàng này em mặc á. Em cho mọi người xem, hàng Hồng Kông xịn mặc lên là đẹp ghê luôn á. Đẹp quá à. Đó.
em đặt về em mặc, mặc live stream chứ mặc đồ ngủ hoài người ta quở. Rồi tin không, em thích mấy kiểu gì đó mặc chó lạ mấy chị ơi, trời ơi dễ thương không, bán cái chị gì bán cái đẹp ghê luôn á, xin không đó, ai thích thì lấy, nhưng mà chị nào lấy giá cao quá. Ai lấy mẫu này là em nhập vô là ba mấy rồi đó, hàng Hồng Kông xịn ba mấy rồi đó, quá đẹp luôn á mấy cái đó. Áo này ai thích mà bảy mấy, dạ 71 ai lấy áo này comment 350 lấy em ở 71 nha mấy chị ơi. Em nhường một cái cho một chị nè, cái bé anh đang cầm nè, ai thích không, 350 đẹp nha. Đẹp lắm chị Bích Hằng Trần, 350.000 lời đúng 10.000. Cái áo này ra ngoài không có giá này đâu nha mấy chị ơi. Tại vì á mấy chị, em nói thiệt luôn mà hết dịch cái là em nói thiệt cũng đi Trung Quốc luôn, đi Hồng Kông luôn, tại vì đồ nó đẹp lắm. Lấy giúp em bả 71 nha mấy chị ơi, 350 là quá rẻ luôn nha. Hiểu không, không cái này cho coi thôi, xinh quá à. Đúng rồi, đó xinh ghê không. Ở bữa em hỏi shop kia là tầm 400 mấy 500 ngàn thiệt triệu nha. Cái này em đi dạo quận 1 quá, hàng Hồng Kông xịn đó mấy chị, dình đi là mấy chị biết à, mấy trăm ngàn một cái áo. Nhiều khi mình like người ta không tin, mà vốn mình vô vậy rồi không biết bán nhiều luôn có thiệt á. Cặp cái áo rất là dày dặn luôn á mấy chị. Rồi em qua đi nhìn. Rồi bây giờ em sửa lại cho mọi người. Ôi có lời gì làm. Ê có cái set này đẹp nè, set này hàng về mẫu cũng đẹp lắm nè. Minh Anh nhường cho chị cái Minh Anh đang cầm nha. Cái nào ta? Cái này hả? Cái hồi nãy. Cái này hả chị Bích Hằng Trần? Đó. Phải không? Nó đó. Cái đó là đẹp nhất. Ok chơi luôn, có ba cái mà nhường chị một cái 350 đó, đẹp không. Em nói chị mặc này không đụng hàng luôn, tại vì em đặt về mỗi cái 111 à, hàng cao cấp mà chị. Mỗi coi 500 mấy, shop ở ngoài Nguyễn Trãi quận 1 luôn, nó đang bán cái này nè, nói chung tựa như cái này mà hàng Hồng Kông á là nó đang bán là 400-500 đổ lên thiệt. 500 mấy, tại vì thật sự luôn vô mình vô ba mấy rồi mà mình không biết bán nhiêu luôn á mấy chị. Vậy vậy chị comment giúp em nha, tặng chị đi mà mấy 31 chị ghi giùm em là 71 nha, em tặng chị cái đó 350. Rồi ok, để hai cái lại bận, để hai cái lại bận. Thì cái áo đó cỡ chị mặc chắc ok, còn em mặc kiểu này đẹp quá, xinh quá trời luôn, xinh mà này mà phối vậy boss. Vậy là cái gu của chị Bích Hằng Trần giống mấy anh rồi nè, em thích mặc đồ đen á mấy chị đấy, cái gì em cũng màu đen hết. Tại biết sao, mặc màu đen nó không có mập mà màu trắng nhìn nó mập. Ủa, ê. Rồi bây giờ bé anh sẽ lên cho mọi người mã này bà mấy mấy ạ. Dạ lấy giúp em mã 72 nha mấy chị nha. 72 có hai kiểu, một là vai trên, hai là bẹt vai luôn. Mã này rất là xinh, em anh bán tặng các chị trong livestream. Mã này 45 cho tới mã này khoảng tầm cho em 60kg đủ về mặc được luôn á, nguyên một set luôn, rất là dễ thương. Ai lấy mã mấy quên rồi. Dạ lấy em mã 72 nha mấy chị nha. 72 em có được mấy set thôi, chị nào lấy 72 comment giùm bé anh nha, em anh tặng các chị luôn. Nghe giá đừng giật mình nha. 165.000. Quá rẻ luôn nha mấy chị ơi, lên giúp em mã 72 và 160 cho mấy chị. 165.000 đồng, lời đúng 5.000 đồng. Ok. Nha, hàng mẫu nha cho mọi người coi chút vải, đẹp cực kỳ luôn, hai kiểu. Ôi nói thiệt luôn á, ở ngoài mua cái áo này thôi đã 200-300 mà, ở shop hàng thiết kế đó, thiệt. Đẹp mà chị ơi, hôm bữa em có lời đúng 5.000 về cho khách coi mẫu, hàng em đặt em về, về mẫu để em coi hàng coi làm sao mà. Lên giúp em mã 72 nha mấy chị ơi, 160 là một set luôn nha mấy chị 165. Ơi. 165. Quá đẹp luôn à. Ở hàng của Hồng Kông. Trời ơi. Nhiều shop mà nó bắn ra, nó treo lên, nó bán cái này, nó thiệt mấy chị luôn, ít nhất cũng phải 350 cái một set. Tại vì ở ngoài em đi dạo dạo một cái áo thôi nè, bẹt vai rồi vai trên nè, rất là xinh luôn. Bán cũng hai mấy rồi, chưa tính cái quần nữa, quần nó hai lớp luôn á. Này dễ thương lắm. Đó, ai lấy cái chị comment. Lấy giúp em mã 72 nha mấy chị ơi, 160 nha. Nè rồi qua luôn nè. Ai coi like mọi người ơi, chia sẻ like giùm em nha mọi người. Rồi. Ôi. Ê, em có mấy mẫu đẹp nữa để em mở ra cho coi. Lên luôn đi chị ơi. Mẫu này đẹp nè, hoa nhí này đẹp nè. Ủa,
À, mà hai nhí này là nhiêu ta? Giá này đi vô ba mấy á. Lụa. Hoa nhí này là lụa. Trời ơi, hoa nhí này mặc hơi bị cưng luôn. Ôi đẹp quá. Ở cái tay này đẹp nè chị. Tay này là mặc vô là che khuyết điểm luôn, không thấy mập luôn á. Mã này mã mấy? Dạ lấy ba mã 73 nha chị yêu nha. Ai lấy 73 comment giùm mới đẹp nha. Mã này chị nào lấy comment giùm mới đẹp luôn. 73. Quá đẹp luôn á. Tay lụa, có một cái à. Hàng này nha, đẹp cực kỳ luôn. Không lấy là hơi bị tiếc luôn nha mấy chị ơi, lên cho em mở 73. Mã này vô ba mấy quên rồi ta. Thôi, bán đại đi, ai lấy comment em nhường nè, em tặng nè. Mã này đáng ra em đặt gì em mặc luôn á. Đây, đây cái chị nhìn nha, có độ co giãn thì nó có chùm á. Nó co giãn, nó có cái zoom á, nó co giãn lại. Bo thun quá chị ơi. Ai lấy mã này tặng luôn 299 nha. 299k nha mấy chị ơi, quá rẻ luôn à. Lên giúp em mở 73 nha mấy chị lụa, nha. Lụa, làm bằng 100% lụa luôn, hàng lụa. Hỏi chiếc hoa rất là xinh luôn nha mấy chị. Cái hoa này mấy chị mặc đi đâu trong thành phố cũng đẹp nữa mà. Mấy thiệt mùa này mới nóng muốn chết luôn. Em toàn đặt mấy mẫu này về em mặc. Hoa nhí rất là đẹp. Biết sao không, kiểu nó dễ thương mà nó che được cái bắp tay nè. Nên ai mà có khuyết điểm á mặc mấy cái này ok. Lấy giúp em mã 73 nha mấy chị ơi. 299k thôi à. Dễ thương lắm. Cái này mà có hình vô là bát ngát luôn. Tại chưa có mặc để tối em mặc thử mấy chị coi. Đẹp ghê luôn á. Xinh lắm. Mẫu này nè. Có mấy hoa nữa. Thôi để giờ em xuống live. Hẹn mọi người tối nay 8:30. 8:30 có thể em sớm hơn là 8:00 nha, 8:00 hơn tí. Các chị coi like của em đi. Rồi tối nay em kể cho mọi người tại sao mà em tức. Rồi tối nay em quyết tâm. Tối nay chị nào vô coi like em đều có quà hết. Ok. Với lại một phần nữa, em sẽ tặng cho một số chị hoan hỷ cái gì. Vì em bị cái gì đó em tức quá mà nên em sẽ tặng cho mọi người. Ai coi like tối nay các chị vô coi like của em nha. Em cảm ơn mọi người nhiều đã bỏ thời gian ra coi like và ủng hộ Kinh Ly. Hẹn mọi người tối nay 8:00, 8:30 các chị follow trang Facebook của em nha. Bye bye tất cả các chị yêu. Chúc mấy chị buổi chiều vui vẻ. Bye bye tất cả các chị.